sống cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 chúng. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 âm lịch năm Canh Tý, là buổi giảng cuối tháng. Và thường lệ thì cuối tháng chúng ta sẽ giảng cái đề tài sức khỏe và hạnh phúc. Nhưng mà hôm nay tự nhiên có cái thông báo trên cái website chùa Long Hương, quý Phật tử sẽ đặt câu hỏi để chúng tôi trả lời trực tiếp. Này số lượng câu hỏi tương đối nhiều. Nếu mà dành cho buổi chiều trả lời thì tôi sợ là mình sẽ trả lời không hết. Thật ra mình sẽ trả lời từ buổi sáng luôn ha. Chiều nếu như có dư thời gian thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp một số những cái đề tài liên quan tới sức khỏe và hạnh phúc. Tôi thấy có những cái câu hỏi mà cũng mang tính rất là cần thiết. Và từ đây về sau, lần lần trong cái buổi giảng cuối tháng này á, thì chúng ta sẽ hỏi trực tiếp luôn. Ví dụ như quý vị có những cái thắc mắc gì trong cái việc về sức khỏe cũng như là ngay cả trong cái công phu tu tập, thì quý vị có thể được đặt câu hỏi trực tiếp. Bây giờ tới chiều cũng vậy, ví dụ như quý vị có thắc mắc gì có được quyền hỏi trực tiếp. Thì để cho cái buổi cuối tháng nó có cái gì nó khác với mọi khi là mình nói một chiều. Và có rất là nhiều người cũng muốn có những cái giải tỏa về cái sự hiểu biết của mình trong cái việc ăn uống theo phương pháp dưỡng sinh, cũng như là có những cái bế tắc trong công phu tu tập đó. Thì giống như một buổi tọa đàm trực tiếp mỗi buổi cuối tháng thì chúng tôi thấy nó sẽ hay hơn. Thì vậy là từ đây sau trong cuối tháng chúng ta sẽ xem như là cái buổi tọa đàm về sức khỏe, thì quý vị có được quyền đặt tất cả những cái câu hỏi liên quan tới cái sức khỏe của mình hoặc là của cộng đồng. Theo cái nhìn của dưỡng sinh, chúng ta sẽ có cái cách xử lý như thế nào, thì nó sẽ có một cái gì đó nó sinh động hơn là giảng một chiều.
Dẫn chiều quý vị nghe ăn chiều mà không có cái gì thắc mắc thì thấy nó cũng không hay lắm. Bây giờ chúng tôi sẽ trả lời tình trự các câu hỏi ở đây nha. Cái thứ nhất là: thưa Thầy, vợ con mới mang bầu được 3 tháng và tình cờ con xem được bài Hoàn Thiện Một Đời Người của Thầy trên YouTube kênh Chùa Long Hương. Dạ, hai vợ chồng chúng con quyết định sẽ nuôi con bằng thực phẩm chay theo phương pháp dưỡng sinh của Thầy. Dạ, xin Thầy từ bi quan hỷ cho chúng con chi tiết cặn kẽ. Giờ, một, vợ con phải ăn uống gì, ăn như thế nào cho tới khi sinh con, cho con bú và dứt sữa mẹ. Con của chúng con từ khi sinh ra cho tới lớn phải ăn uống những gì và như thế nào. Dạ, chúng con vô cùng biết ơn quý Thầy. Mai mốt chúng tôi sẽ liên quan đến những cái này, chúng tôi sẽ phỏng vấn một số cái gia đình mà hiện tại có cái hiệu quả của những đứa trẻ thông minh vượt ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta từ trước tới giờ. Thì đây xem như là cái việc mà ứng dụng phương pháp dưỡng sinh thành công rồi, không phải là chuyện mơ hồ như từ trước đến giờ nữa. Một đứa bé 5 tuổi là lấy được bằng tân cử nhân IT rồi, là nó thi trong cái hệ thống iPlat, nó lấy hạng nhất của toàn cầu, hai anh em đó rồi. Thì chuyện này là từ từ chúng tôi sẽ tìm cái cách tiếp cận được với những cái gia đình này. Chúng tôi sẽ đưa cái người phóng sự của cái chương trình ban biên tập, thì quý vị sẽ thấy là cái chuyện sẽ rất là sống động. Có nghĩa là từ năm trước là từ năm 2010 là tôi đã giảng cái đề tài Để Hoàn Thiện Một Đời Người lần thứ nhất. Cho tới năm 2013 chúng tôi có giảng lại lần thứ hai là 2 bài. Thì cái chuyện trước tiên là tất cả những cái người mà có khả năng sanh con, chúng ta nói rõ là có khả năng sanh con, tức là những cặp vợ chồng trẻ, thì chúng ta nên nghe hai cái bài này thật là kỹ lưỡng. Và nhất là cái bài 2013 thì chúng tôi nói là không phải tại mang thai, vậy là đã muộn, muộn hết một nhịp rồi. Có nghĩa là trước khi mang thai, từ 6 tháng cho tới 1 năm thì chúng ta phải chuẩn bị. Chuẩn bị là phải ăn, phải uống như thế nào đó để cho cơ thể chúng ta hoàn toàn ở hai mặt mà chúng thời trước giờ chúng tôi nói là về sức khỏe và về mặt tinh thần phải thực sự vững bền. Chúng ta phải cảm giác được là tinh thần chúng ta rất là ổn định, cảm giác là sức khỏe chúng ta rất là đầy đủ và sung mãn thì mới nghĩ tới cái việc sanh con. Vì bây giờ khoa học họ cũng đã phát hiện những người mà thiếu chất dinh dưỡng, nói chung là thể chất kém, những bà mẹ mà thể chất kém thì sanh con hoàn toàn không tốt, hoặc là nó xảy ra những cái chuyện không hay cho những đứa trẻ con của mình. Và theo nghiên cứu của loài người xa xưa trong lịch sử thì loài người chúng ta không có ăn những cái thức ăn tạp, gọi là ăn gần như là ăn thuần gốc loại. Rất là nhiều cái tài liệu khoa học nghiên cứu về cái điều này. Và đến khi mà con người phát triển rồi, càng văn minh thì càng ăn tạp. Và như vậy thì về trí não của con người ta nó sẽ phát triển theo cái chiều nó không có tốt về hai mặt, về thể chất và tinh thần. Về thể chất tức là phải đạt được cái mức độ khang kiện. Khang kiện đó nó sẽ trả lời cho cuộc đời của một con người đó từ lúc mà được sinh ra cho tới khi lớn lên. Thì những đứa trẻ mà dưỡng sinh tôi theo dõi là có những đứa năm nay nó cũng đã 10 tuổi, mười mấy tuổi rồi, trả lời cho thiên hạ biết là nó không có bệnh. Có đứa bé mà có bị mang thai ngoài tử cung, bữa nay nó đã 10 tuổi rồi, năm 2009 năm nay 10 tuổi rồi, không bệnh. Thì như vậy là trả lời cho thiên hạ biết rằng những đứa trẻ ăn theo dưỡng sinh thì không có nói chuyện bệnh tật cái đó. Cái thứ hai, phát triển thể chất một cách rất là tốt về mọi phương diện. Cái thứ ba, về mặt tinh thần á, thì nó phải phát triển cái độ thứ nhất là gì? Nói về mặt tinh thần thì người đó sẽ là một người hiền thiện, một cái người hiền đức. Tức là từ nhỏ đã thể hiện cái tính cách của đứa nhỏ nó rất là hiền lương, nó rất là hiền đức, nó không phải là những đứa trẻ mà hỗn hào, cứng đầu, khó dạy.
từ một tuổi thôi, những đứa bé dưỡng sinh từ một tuổi thôi á, thì tôi theo dõi một số tôi thấy là nó sai mẹ, nó bắt nó phải quỳ gối và nó phải quỳ khoanh tay lại, từ nhỏ đã đạt là như vậy rồi. Và cho tới 5-7 tuổi thì chuyện đó thường đứng bắt đứng úp mặt vô tường là 2 tiếng đồng hồ, là 2 tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Thì vậy là những đứa đó lớn lên là chắc chắn thế nào nó đạo đức cũng sẽ tốt. Mà thường là như vậy, cái thực phẩm như người xưa nói là mình ăn cái gì thì mình thành cái đó. Bây giờ mình coi kỹ cái loài chim thôi nha, đừng có nói cái loài khác, loài chim mà mình có thể đi nuôi ở trong nhà. Thì chúng ta để ý, hoặc là loài chim nó bay ở ngoài hư không này, thì hai cái loài chim mà chúng ta thấy là thiên hạ ghét nhất là loài thứ nhất là loài gì? Quạ, đúng không? Quạ bay ngang nhà mình hoặc là nó đậu trong vườn mình là thế nào mình cũng đuổi à. Chứ ít ai dám để quạ đậu trong nhà hoặc là đậu ở vườn mình. Thứ hai là con chim cú mèo. Thì chúng ta coi hai con đó nó ăn thức ăn gì. Rất là tạm, cú mèo có khi nó xuống nó ăn những cái con thú bằng đêm. Những con chim mà ăn đêm là những con chim hoàn toàn không có khôn và rất là đáng sợ. Mỗi lần mà những đứa trẻ gặp cú mèo thì nó bỏ chạy chứ không ít đứa nào dám nhìn. Thì chúng ta sẽ coi nó ăn rất là tạp. Và chúng ta coi những cái nhà gọi là quý tộc họ nuôi chim á. Và những con chim quý thường ăn cái gì? Ăn loại hạt kê và những cái hạt rất là nhỏ, tức là những hạt cốc loại rất là dương. Và chim nó chắc chắn là tinh khôn. Mà loài người của mình nó là khôn hơn chim. Cho nên là chúng ta cũng phải ăn cốc loại ngon lành hơn con chim nữa. Thì chúng ta mới đạt được cái đỉnh tinh khôn đó. Cho nên nó là theo tôi á, thì đáng lý con người phải suốt đời ăn cốc loại. Phải nói một câu như vậy á, thì mới đúng. Thành ra là nếu chúng ta mà ít ăn cốc loại, bây giờ mình để ý đi, những cái dân Á Châu thôi mà người nào ăn cơm cốc loại là mình hôm trước mình nói rồi, hay là cơm rồi ha, rồi lúa nếp nè, rồi bắp nè, rồi kê nè, yến mạch, rồi kiều mạch, hắc mạch, những cái loại hạt đó. Bây giờ có những loại hạt quinoa, một số những loại hạt mà nó hôm trước mình nói là nó chín nó khô mà nó có tinh bột thì mới được gọi là cốc loại. Còn nó chín khô mà nó không phải là tinh bột, tức là cái loại cốc loại thì cái hydrat carbon trong đó rất là cao. Và cái lượng hydrat carbon nó sẽ các nhà khoa học cũng đã phân tích rất là nhiều, nhưng mà theo tôi thì họ chưa phân tích tới, chưa phân tích hết. Là tại vì chưa có ai mà nhai hạt cốc loại cho tới một tiếng đồng hồ lấy đưa ra máy phân tích. Tức là ví dụ như họ có thể lấy cái hạt cốc loại họ phân tích là khi họ chưa nhai. Nhưng mà khi nhai 5 phút nếu đấy ra phân tích nó sẽ là một chuyện khác, khi nhai 10 phút sẽ khác, khi nhai 20 phút sẽ khác, khi nhai 30 phút nó sẽ khác. Thì cái hạt cốc loại này á, mà khi nhai như chúng ta thấy là nếu như nhai nó ngon á, là cái vị giác của chúng ta được kích thích. Rồi nó thơm á, cái khứu giác chúng ta kích thích. Mà lạ lắm, khi mà chúng ta ăn một loại thức ăn á, mà cái vị giác nó cảm giác nó thích thú. Thích thú một cách tự nhiên do cơ thể nó sinh ra, chứ không phải là miếng ngon từ bên ngoài vào. Miếng ngon từ bên ngoài vào gọi là thứ bậc, mà cái đó nó sẽ không kích thích sâu vào vị giác của mình. Nhưng nếu mình nhai mà càng nhai càng ngon, càng nhai càng ngon, thì chúng ta cảm thấy chúng ta thích ăn, thích nhai đó đó. Thì đó mới là cái thật của mình bắt đầu sanh ra. Và khi vị giác và khứu giác nó kích thích như vậy á, thì nó sẽ kích thích tới tuyến yên. Nó sẽ sanh ra hai chất, một là chất serotonin, hai là nó sanh ra một chút endorphin. Thì chất endorphin nó làm cho con người nó có cảm giác nó phơi phơi, nó hứng khởi, nó lâng lâng lạ lắm. Nhưng mà nó nhiều hơn chút nữa thì nó phơi, nó làm cho mình ngủ. Còn do cái gây một cái sự hứng khởi này á, cho nên là người ta bắt đầu mới kiếm thuốc phiện uống để người ta phơi, do cái endorphin từ bên ngoài đưa vào á, thì nó rất là nguy hiểm. Như vậy là sau khi não bộ, tức là từ tuyến yên của mình tiết ra hai chất này, sẽ làm cho chúng ta đầy đủ cái, thứ nhất là cái yên nghỉ, mà khi chúng ta muốn nghỉ, ví dụ như mình muốn ngủ giờ nào mình ngủ cũng được, là do cái endorphin này lúc nào nó cũng sẵn có, nó đầy đủ. Nếu mà chúng ta bị thiếu endorphin, có nghĩa là khi mà chúng ta ăn á, ở đây cũng trả lời lý do tại sao mà mình ăn dưỡng sinh không hiệu quả.
là vị giác chúng ta không được kích hoạt lên. Chúng ta ăn chúng ta không có cảm giác ngon, không có cảm giác ngon. Ăn mà chán, ăn mà không thích ăn thì những người này bệnh không bao giờ hết. Cái này hôm trước mình nói rồi. Cho nên nó là hạnh phúc của từng miếng ăn phải xảy ra. Đối với chúng ta là ăn miếng nào chúng ta cảm thấy ngon miếng đó, chúng ta cảm thấy thích thú miếng đó, thì nó tự động nó sẽ kích hoạt sinh ra hai cái nội tiết tố rất là quan trọng này của não bộ. Và như vậy thì khiến chúng ta sẽ vui hơn. Tại vì khi mà cái endorphin nó tiết ra, chúng ta có cảm giác là giống như mình được nghỉ ngơi, mình được yên tĩnh hơn. Tại ra cái dân ăn dưỡng sinh nó là cái đầu lúc nào nó cũng yên. Nhưng mà không có giải thích được, không hiểu được. Này, điều này là khoa học đã chứng minh được rồi. Tức là miếng ăn mà mình cảm giác mình ngon, ngon không có nghĩa là mình thỏa mãn, là mình tìm được cái món ăn ngon từ bên ngoài đưa vào. Một phần cũng là ngon từ cái thỏa mãn. Nhưng mà nếu như mà cái thức ăn mà chúng ta càng nhai nó càng ngon thì thức ăn nó càng quý. Thì mình phải hiểu cái nghĩa ngược như lại như vậy. Đưa vô nó ngon, nhai hồi nó sẩm sẩm, tức là thức ăn nó không có tốt. Cho nên là thức ăn nào mà hôm trước mình nói rồi, nó có hai cái nữa ha. Thứ nhất là khi chúng ta ăn vào, chúng ta nuốt xong miếng thức ăn đó hoặc là ăn xong bữa cơm đó, thì chúng ta nghe, thứ nhất là mình phải sức khỏe của chúng ta nghe cảm giác là mình được nạp năng lượng, cho nên mình hưng phấn hơn, mình hứng khởi hơn, mình hăng say hơn khi mình bắt tay vào làm công việc, bất kể công việc từ văn phòng cho tới công việc tay chân. Nhưng mà sau bữa ăn chúng ta cảm giác mình quải, mình nặng nề, thậm chí là mình không tiêu, mình phải kiếm thuốc để mình uống tiêu. Có nghĩa là bữa ăn đó là hoàn toàn thất bại. Chúng tôi dùng cái từ là thất bại đi. Thành ra là sau bữa ăn, sau từng miếng ăn, chúng ta cũng phải cảm giác được hạnh phúc. Và sau từng bữa ăn chúng ta cũng cảm giác được hạnh phúc. Thì như vậy thì người đó mới thấy được gọi là bữa ăn của mình có chất lượng. Mặc dù mình ăn một muỗng nhưng mà muỗng này rất là ngon, rất là thích thú, thì chúng ta thấy là một muỗng này chất lượng. Còn mình ăn tới 8 chén được nữa mà mình thấy ăn chỉ dồn cho đầy cái bao tử thôi thì thật sự là vô cảm. Mình ăn đã vô cảm rồi. Cho nên là những hành xử khác trong đời sống chúng ta sẽ mang theo cái sự vô cảm đó. Chúng ta để ý đi, những người nào ăn mà không có đủ cái trầm tĩnh để thưởng thức cái hương vị của thức ăn, ăn không ăn mà một cách từ tốn, ăn trong hấp tấp, trong sợ hãi, trong lo âu, trong buồn phiền, vân vân, thì tất cả những cách ăn nó đều có hại cho cơ thể của chúng ta. Như vậy là nói điều này không phải là người mẹ mang thai nữa, mà tất cả mọi người cũng phải có bữa ăn này. Đáng lý chúng ta sẽ có một bài đề tài này riêng. Ở đây thì muốn nói để chi là cái câu của người Việt Nam là có con vào dạ là mạ phải đi tu. Cho nên mạ phải hiểu hết trong mọi cái sinh hoạt là ăn, uống, ngủ, nghỉ. Thì đã có một đề tài giảng rồi, ở đây chúng ta nói sơ lại thôi. À, quý vị muốn thì phải nghe kỹ lại cái bài giảng Để Hoàn Thiện Một Đời Người 2013. Nguyên bài đó cũng gần 2 tiếng đồng hồ. Thì chúng ta đã giải thích bài đó rất là nhiều. Bây giờ chúng ta đi vào thực tế là người đã lỡ rồi, tức là mình không có chuẩn bị được cái lúc trước khi mang thai. Thì bây giờ lỡ mang thai rồi và bây giờ còn mang thai 3 tháng nữa, thì xem như là chúng ta đã bị mất hết phần nữa cái điều mà chúng ta mong muốn sau này cho đứa con của mình. Nhưng mà thôi, còn ngày nào thì hay ngày đó. Theo cái liệu trình ăn uống của chúng tôi đối với bà mẹ mang thai, thì sáng cho ăn cái bài cháo bổ dưỡng, cái bài 37 trang 63 trong sổ tay dưỡng sinh. Bài đó được ăn với tất cả, ăn rất là ngon lành. Bữa trưa thì nên tuyệt đối nhai cơm lứt muối mè. Chúng tôi dùng từ là tuyệt đối, là quý vị cũng nên làm một cách nghiêm túc đi. Thì chúng ta nhai cơm lứt muối mè chúng ta mới nhai được nhiều, và nhai được nhiều thì mới sinh được cái serotonin, nó hoàn thiện não bộ của mình và hoàn thiện não bộ của đứa bé. Cho nên cái việc nhai cực kỳ quan trọng. Bà mẹ càng nhai kỹ chừng nào thì đứa con càng thông minh chừng đó. Và dứt khoát là phải ăn với muối mè. Ví dụ như buổi sáng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng phải xen kẽ muối mè trong cái cháo buổi sáng. Tại vì cái mè á, là mình nói rồi là cái canxi nó rất là nhiều.
nhiều gấp 4 lần hạt chia, và hạt chia nhiều gấp 6 lần sữa bò, cho nên ăn muối mè là canxi nó cao gấp 24 lần sữa bò lận. Cho nên mang thai tuyệt đối đừng bao giờ uống sữa bò. Một cái điều mà thiệt đó là nhân loại mình không biết làm sao á. Nói tới sữa bò tôi rất là buồn. Bây giờ con mình sinh ra đây, bây giờ giả sử nha, con mình sinh ra con mình nó rất là muốn bú sữa của mình, và mới vạch ra để cho con mình bú thì bị đứa khác lại nó đánh con của mình, nó không cho con mình bú thì mình sao? Có dễ chịu không? Mà con bò nó sanh sữa là để cho con nó bú, mà loài người lại giật sữa của nó để bú, không cho con nó bú sữa mẹ nó. Thì từ cái nhân này chúng ta thấy nó là cái gì rồi, cái tình gì mình cũng không biết nữa. Mà chỉ có riêng loài người thôi à, mấy loài thú khác, con heo không bao giờ bú sữa chó, con chó không bao giờ bú sữa mèo, chỉ có loài người bú sữa bò. Trời đất, nó câu được thiệt, không biết sao nhân loại của mình. Bây giờ nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói ủa sao loài người kỳ vậy ta. Mà tôi chưa có câu trả lời. Thì rõ ràng là người mình do từ cái lúc mà bà bầu mang thai bú sữa bò, rồi sinh ra con đó là cho uống sữa bò, là vì lý do là nghe ăn bò nó sanh cái gì đó, nó mới sanh ra đứng dậy đi được, tức là canxi nó nhiều, đúng không? Rồi nó sữa bò nó nuôi con bò trong mấy tháng, nó lớn từ mấy chục ký nó lớn lên cho tới mấy trăm ký, rất là nhanh, nó phát triển nhanh. Cái này là thích cái vụ phát triển nhanh của con bò đó mà súng nhau là giật sữa bò bú. Chúng ta phải dùng từ nó đúng nghĩa là giật sữa bò bú. Thì thiệt rất là sỉ nhục cho loài người chưa từng có. Mà xưa mình nói rồi, có cái loài cuộc sống nằm ngang á, thì cái trình độ tâm thức nó là một cái loại ngang tàn bướng bỉnh, và nó nằm ngang lúc nào nó đi đầu nó cũng cúi, không bao giờ nó ngửa lên được hết trơn á. Cho nên là người đó sẽ hành động những cái xảy ra trong đời sống của họ để họ dẫn tới cái chuyện cúi đầu xuống cho họ ngắt đầu lên, đúng không? Toàn là những cái chuyện không có thể nào mà hướng thượng được hết đó. Cho nên mang cái thú tính rồi thì người đó là hướng hạ chứ không bao giờ hướng thượng. Mà mang thú tính từ lúc mang thai cho tới khi sanh ra, và thậm chí bây giờ mấy ông cụ bà cụ á, tới già mà còn bú sữa bò, mình dụng tự đừng nói uống, gọi là bú sữa bò, thì ngu lại càng ngu. Cho nên là phần cuối đời là thường hay bị lẫn, thường hay mê sản, và đó là dấu hiệu để mình chết, mình đi sanh cái cõi xấu hơn, chứ không bao giờ phát triển tâm linh được. Thật ra là lúc mang thai là tuyệt đối không được quyền đụng tới bất kỳ cái gì liên quan tới động vật. Không phải lúc mang thai đâu, mà tới khi nuôi đứa bé tới 7 tuổi, để nó hoàn thiện một cái chu kỳ gốc của tế bào của chúng ta là 7 năm, thay đổi toàn triệt một lần, cho tới tế bào tủy xương tới năm thứ 7 nó mới thay đổi hết. Thì vậy là 7 năm đầu đời của tất cả chúng ta đều cần hình thành một loại tế bào gốc nguyên chất và đúng nghĩa với loài người là cốc loại. Theo tôi là như vậy. Cho nên những cái loại cốc loại tôi đưa ra cho một số gia đình ăn theo dưỡng sinh cho tới giờ phút này, có những đứa bé mà nó năm nay nó đã 6 tuổi rồi, mà nó cao cũng khoảng được 1m3 lận à, và nó nặng cũng gần 30 kg, có nghĩa là đâu có thua đứa bé nào, không có thua đứa bé nào hết. Rồi á, là cái chuyện học thì như tôi nói rồi, nó mới có 5 tuổi thôi, nó lấy bằng tân cử nhân IT rồi. Tôi sẽ phóng sự mấy đứa này, 11 quý vị sẽ nghe. Thì như vậy là nói về thông minh, về trí tuệ, về sức khỏe thì chúng ta càng thấy những đứa bé dưỡng sinh á, càng thấy rất là mến đó. Cái mặt đó là nó có một cái gì đó, nó rất là hiền thiện, vì nó ăn cốc loại không ai hung dữ được hết trơn á. Và ngay cả người tu của mình bây giờ cũng vậy. Nhưng mà ăn thêm cái loại nữa là hơi thấp hơn là cái gì? Là rau cỏ. Điều này là một cái điều rất là cấm kỵ trong lúc mang thai. Nghe nói nó kỳ lắm, nghe nói nó tự nhiên bây giờ ăn đủ thứ, mang thai bây giờ ra cả rau cỏ không được, ăn thịt cá là coi như cấm tuyệt đối rồi. Đối với tôi là người bầu không nên ăn thịt cá, tại vì đừng có gieo cái mầm móng sắp sanh trong cái khi mà hình thành tế bào của đứa bé. Chúng ta tuyệt đối gìn giữ cái điều này dùm cho cuộc đời của con mình.
Quý vị còn ăn thịt, ăn cá, tức là còn gieo cái mầm sát sanh, gieo cái mầm hận thù trong lúc hình thành tế bào não của nó. Và khi mà chúng ta tuyệt đối không có cái này trong lúc mang thai, thì tôi xin cúi đầu kính lễ bà mẹ đó lại, vì nó cứu được cuộc đời con của mình và cứu được nhân loại này. Khi bà mẹ mang thai tuyệt đối không ăn thịt cá. Còn ăn rau củ thì mình nói rồi, rau củ là món ăn phụ, nhưng mà lúc quan trọng là không nên ăn món ăn phụ. Đối với tôi thì người mẹ mang thai quá quan trọng cho cả cuộc đời con của mình. Hồi trước mình nói rồi đúng không? Khi mà vừa hình thành thai nhi thì nó có một cái tế bào rất là nhỏ. Thì từ lúc mà một tế bào là bắt đầu qua quá trình phân bào, 2 tế bào, 4 tế bào, 16 tế bào nhân lên, nó mới hình thành một người, là trải qua, theo tiên sinh nó là trải qua 3 tỷ năm sinh vật. Thì 3 tỷ năm sinh vật mà chia cho 300 ngày, mang thai thì cũng khoảng 300 ngày á, thì sẽ ra 3 triệu ngày. 3 triệu ngày mà chia cho 360 ngày thì nó hơn 300 năm. Thì như vậy là một ngày mà mình ăn đúng, uống đúng, nuôi dạy đúng, thì bằng khi người ta ra đời học tới 300 năm mới có thể bằng một bà mẹ nuôi một ngày nuôi dạy đúng. Thì cái giá trị của một bà mẹ của một ngày là vô cùng quan trọng cho suốt một cuộc đời của đứa con của mình. Cho nên là phải học thuộc cái câu là bỏ con vào dạ mạ, phải đi tu hơn mấy thầy còn dẫn chơi được, chứ còn người mẹ là gần như nghiêm túc 24/24. Về mọi mặt, thứ nhất là về tâm thì không được phiền muộn, không được quyền lo âu, không được quyền sợ hãi, không được quyền hờn giận, không được quyền ghen, nhất là ông chồng đi ra ngoài đường mà ghen. Mấy cái vụ này là phải sạch. Cởi nó, bây giờ mình lo cái ông trời ở trong bụng của mình này, cái chuyện ngoài dẹp hết đi. Khi mình lãnh cái thiên chức là mẹ là mình gần như quên trời quên đất hết, chỉ là cái ông trời này thôi. Ông trời con này mới là quan trọng. Cho nên là tất cả mọi cái đều phải hầu hạ cho nó kỹ lưỡng. Cho nên ăn phải kỹ nè, ngủ phải kỹ nè, nghỉ phải kỹ. Nghỉ cái đầu suy nghĩ của mình chứ không phải là nghỉ ngơi, thì cũng phải hết sức là kỹ lưỡng. Chúng ta phải nghỉ ngơi cho đúng giờ đúng giấc, và nghĩ ngợi những cái điều hướng thượng, những cái điều tốt. Và chúng ta được quyền dệt những cái giấc mộng tối thượng, chứ không phải là cao thượng nữa mà là tối thượng luôn. Bây giờ mình muốn con mình ra đời nó thành cái ông trời luôn cũng được nữa, thành ông Phật luôn liền cũng được nữa. Chúng ta được quyền nghĩ tất cả những cái đó, mặc dù đây là những cái tham vọng, nhưng mà chúng ta được quyền nghĩ. Bây giờ mình tưởng tượng là Đức Phật ra đời cứu độ biết bao nhiêu chúng sanh, Bồ Tát ra đời cứu độ biết bao nhiêu người, thì con mình ra đời cũng sẽ thành những cái ông cỡ đó để cứu độ chúng sanh muôn loài. Chúng ta được quyền nghĩ cái điều này. Đừng bao giờ nghĩ là tôi, gia đình tôi nghèo quá, tôi khó khăn quá, tôi ở vùng quê xưa giờ dòng họ tôi cũng không học hành ra cái gì, rồi là ra chắc con tôi nó không học tới đâu, đầu óc nó không ra cái gì, rồi nó cũng thành ông già nông, bà già nông ở vùng quê, rồi cũng làm ngày nào ăn ngày đó, cũng tay lắm chân bùng vân vân. Chúng ta tuyệt đối đừng có bao giờ nghĩ cái kiểu này. Mặc dù mình bây giờ thì làm mướn mỗi ngày nó đủ một bữa cơm để ăn, nhưng mà chúng ta được quyền dệt mộng cho thằng con của mình. Con ở mình trong bụng mình, nếu mình xây dựng những cái tư tưởng cỡ nào thì con mình nó sẽ nghe lời mình, sau này nó làm thế đó. Chứ đừng có than nữa, thầy ơi, con giờ nó 5 tuổi, 7 tuổi mà nó lì dễ sợ luôn á thầy. Tôi rầy nó không được, nó thiếu điều nó muốn chửi lại tôi, nói nó không nghe tôi nói. Ê, cái đó do ai à? Con nít từ 1 tới 7 tuổi, bất kỳ cái chuyện gì xảy ra trong tính tình của nó đều là 100% của bà mẹ. Ôi là nuôi nó từng tế bào một ở trong bụng rồi, sinh ra cho nó bú sữa của mình, rồi nuôi theo cái kiểu thức ăn ngu si của mình nữa, thì đứa con nó có thành cái gì? Tức là mình muốn đứa con như vậy, cho nên là nó sẽ trả lời cho mình biết là kết quả của mẹ nuôi con á. Dù nó lấy cái dao nó đâm mẹ, nó khôn nó phải trả lời là thưa mẹ, đây là kết quả của mẹ nuôi con. Để cho mẹ phải tắt, trước khi mà tắt hơi thở cuối cùng cũng phải biết rằng cái hậu quả của đứa con mình như thế này là 100% do bà mẹ. Đừng có nói do ảnh hưởng của môi trường xã hội gì hết á. Trước mắt là mẹ phải nhận lãnh trách nhiệm này. Cho nên tất cả những bà mẹ sanh ra đứa con mà khổ hay là vui, thông minh hay là ngu dốt, bệnh tật hay là
khỏe mạnh 100% từ bà mẹ trước cái đã. Bà mẹ phải nhận hết cái trách nhiệm này. Khi nhận cái thiên chức làm mẹ là chúng ta phải nhận đủ, gọi là ký một cái tờ giấy, đúng không? Là gì? Tôi sẽ chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời con của tôi đối với vũ trụ này. Khi nhận cái thiên chức làm mẹ là phải thấy hiểu được điều này. Cho nên con mình như thế nào là do mình. Mình nặng nọt, mình nắng nót, mình nuôi nấng nó từ tròn trong thai tới lớn mà. Cho nên là trách nhiệm hoàn toàn là bà mẹ. Vì vậy phải ý thức được một cách rất rõ ràng được cái việc này. Thì bây giờ mình bắt đầu nuôi con làm sao tốt nhất. Và cho tới giờ phút này, những cái điều này nó chưa được khôi phục. Tôi dùng cái từ là chưa được khôi phục, chứ không phải là khoa học họ không có biết. Và chưa được những cái nền tảng giáo dục đích thực nói trở lại, hình thành trở lại cái cách ăn, cách nuôi trong thai. Mặc dù người xưa cũng có cái câu là bỏ con vào dạ thì mã đi tu, nhưng mà tu kiểu gì thì chưa ai nói. Tự miệng thân khẩu ý là phải tu, ba nghiệp phải trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên trong cái đĩa mà để hoàn thiện một đời người, trước kia tôi nói là bà mẹ phải sao? Ngồi thiền mỗi đêm. Một tiếng mà bà mẹ được yên tĩnh, đứa con sau này sanh ra nó sẽ sống an lạc từ 10 ngày cho tới 100 ngày. Thì như vậy quá sướng với cuộc đời con của mình. Nếu mà 300 ngày nó ở trong dạ ha, mà mẹ đều ngồi thiền là tối hơn trì 1 tiếng, sáng 1 tiếng. Thấy chưa? Thì mình tối 1 tiếng, sáng 1 tiếng mà chúng ta nhân đi, nhân cho 300 ngày sẽ ra nhiêu? 600 giờ. 600 giờ đó chúng ta nhân cho 10 đi, sẽ được 6.000. Ồ, 6.000 ngày. 6.000 ngày là tính ra nhiêu năm rồi? Cũng mấy chục năm cuộc đời của nó sống trong an lạc. Thì tại sao mình không làm những chuyện này? Cho nên là bà mẹ dứt khoát là phải ngồi thiền, phải thả hết, buông hết tất cả những cái lăng xăng lộn xộn trong trí não, để cho tâm thực sự yên tịnh, trong sáng, hướng thượng. Ba cái điều quan trọng là thanh tịnh, phải trong sáng, phải hướng thượng. Ngoài những chuyện rõ ra là không có cái khác trong đầu của bà mẹ giùm tôi cái đã. Thì đó mới được gọi là tu. Người không hướng thượng, người không có yêu thương cuộc sống này, người không có một cái tâm yên ổn, thanh tịnh, an lạc, trong sáng, thì người đó không phải là người mẹ tốt. Tôi phải nói một câu như vậy. Người mẹ mà là tối ngày cứ nghĩ tới cái chuyện tham lam, sân si, ganh tị, ghen ghét, hơn thua, tranh đoạt, thì đó không phải là bà mẹ dạy con tốt. Tại vì dạy trong thai một ngày là bằng dạy tới 300 mấy chục năm lận. Cho nên phải dạy rất là kỹ, từ cái tâm của mình cho tới cái thân của mình. Tại vì là bài đó quý vị sẽ nghe lại, nếu cần thì chúng ta sau này sẽ nói một cái bài ngon lành suốt 2 tiếng đồng hồ về cái này nữa. Còn bây giờ là chế độ ăn. Thì sáng là cháo bổ dưỡng, trưa là phải nhai cơm lứt muối mè, chiều cho ăn cháo lại. Bảo đảm không bao giờ thiếu chất. Tại vì những đứa bé mà chúng tôi biết là trong lúc mang thai bà mẹ nhai cho tới 40 phút, 50 phút mới nuốt một lần. Và một ngày nhai có nhiều khi 4 muỗng cà phê cơm thôi. Và có đôi lúc cậu kể tôi là cậu ăn, thầy con ăn ngày có 4 muỗng cơm, sáng con cũng thèm cháo, chiều con không thèm ăn cái gì. Mà thiệt là thấy con không có mập lên. Nhưng mà mỗi lần đi kiểm tra là đứa nhỏ tăng cân. Tức là nuôi con không có nuôi mẹ. Chứ mẹ không tăng cân trong lúc mang thai, thậm chí tới 8 tháng rồi đi ra ngoài đường thiếu điều người ta cũng không biết nữa, leo núi chơi bình thường. Và sanh đứa con thì 3 kg mấy trở lên, không đứa nào dưới 3,5 kg hết. Ý là mình đã cho ăn hơi bị nhiều rồi đó, cho ăn sáng bữa cháo mà trưa cơm chiều cháo là hơi bị nhiều. Nhưng mà thôi kệ nó đi, mình nuôi 2 mạng chứ không phải 1 mạng cho ăn nhiều nhiều. Ý vậy là ăn cơm với tất cả buổi sáng cũng được, như buổi chiều phải ăn muối mè. Nếu buổi chiều mà ăn tét ca thì buổi sáng nên ăn muối mè. Nhưng buổi sáng ăn tét ca thì ngon miệng rồi. Còn uống nước là tuyệt đối uống nước đậu đỏ rang với gạo lứt rang. Và thỉnh thoảng thèm được uống trà băng cha thôi. Trà băng cha bây giờ thì tôi đòi mà cái trà túi lọc rồi đó. Trà túi lọc sữa vàng rồi đó. Thì như vậy là nó rất là tiện lợi. Và chế độ này suốt quá trình mang thai, nếu muốn đứa con mình ngon lành. Nếu như mà muốn
đứa con mình thực sự tốt thì bà mẹ phải tuyệt vời. Bà mẹ không tuyệt vời thì đừng có hy vọng đứa con mình trở thành cái này cái kia, đừng có mộng mà. Cho nên là mình phải ngồi lại để mình suy nghiệm lại mình cần đứa con như thế nào để mình thực hiện theo chế độ ăn này. Và đây là chế độ mà tôi nói là gần như tất cả những người mà thành công trong cái việc nuôi con đều áp dụng 100% chế độ này, không bỏ sót bất kỳ cái gì. Và chỉ cần nhiêu đó thôi, buổi tối thì có thể uống thêm sắn dây trước khi đi ngủ, từ 5 tháng trở lên, 6 tháng, từ 6 tháng trở lên là đứa bé nó cần canxi ghê lắm, cho nên là trong ngày cũng như sáng chiều gì đó mà nhai được cơm lứt, cốm lứt rang với mè rang không muối, nhớ nha, mè rang không có trộn muối, vì trong cốm lứt rang đã có muối rồi. Và cứ nhai chơi vậy tối ngày, không sao hết, lúc nào rảnh cứ nhai, buồn miệng cứ nhai, nhai hoài như vậy để cái lượng canxi cần thiết để cung cấp cho đứa nhỏ thì nó sẽ không hấp thu canxi của bà mẹ nhiều. Vì nếu như mà trong lúc từ 6 tháng trở lên mà mình không cung cấp cái lượng canxi cho đứa nhỏ thì buộc nó phải hấp thu cái lượng canxi của bà mẹ, cho nên là thường những bà mẹ mà sau khi mà dứt kinh á là luôn bị cái chứng bệnh gì? Loãng xương. Là trong lúc mang thai 3 tháng cuối này không có cung cấp canxi đủ cho đứa nhỏ của mình, nên nhớ nha. Và trong các bài giảng khác thì tôi nói là nếu mà nước ối bình thường thì thôi, là chúng ta chỉ cần uống một lần bột sắn. Còn khoảng 2 tuần cuối, 2 tuần cuối để khi sanh á, thì luôn luôn là muốn sanh ngon lành là nên uống thêm một lần bột sắn dây buổi sáng. Thì nước ối nó sẽ bị dư chứ không bao giờ thiếu. Những ai mà thiếu nước ối thì nên biết là uống bột sắn dây buổi sáng là sẽ dư nước ối. Và 2 tuần cuối chúng ta được quyền uống để cho cái việc sanh nở nó sẽ rất là dễ dàng. Thì như vậy là chế độ này ăn xong rồi. Thì bây giờ nói tới một chút tới cái chuyện sanh, là tôi có một cái tờ giấy mà trợ phương của những người nữ mà sau khi sanh là có nguyên một cái tờ giấy dài đó rồi. Quý vị có thể vào cái trang chùa Long Hương.org và quý vị sẽ thấy được cái tờ giấy đó, thì chúng ta sẽ đưa lên cái trang mạng cái đó. Những bà mẹ chuẩn bị sanh thì sau này sẽ coi cái bài đó. Vì cái cách của chúng tôi là dám bảo đảm là người nữ sẽ trở lại như một người thiếu nữ, hoàn toàn không có bị cái gì mà có cái dấu hiệu của người nữ sanh, để giữ được hạnh phúc gia đình lâu dài. Tức là cách của mình sẽ làm người nữ sẽ rút trở lại y như người nữ chưa sanh như vậy. Và nhớ là gần sanh còn khoảng 2 tuần thì liên hệ với cái số điện thoại 0906 258 258 để xin cái củ ngải uống sau khi sanh. Cái củ này dùng từ củ ngải là tại của dân tộc Thượng. Và củ ngải đó mà sử dụng đúng rồi thì thứ nhất là người mẹ không bao giờ bị lạnh nữa. Đa phần những người phụ nữ mà sanh ra hở đi quấn khăn tùm lum là do không có sử dụng được cái này. Cái thứ hai, đứa nhỏ không bao giờ bị sình bụng, chướng bụng hoặc tiêu chảy nếu mà xử lý sau khi sanh từ bệnh viện đi về. Thì ở đây ở chùa chúng tôi có trồng cái loại đó, thì gần sanh khoảng 2 tuần quý vị sẽ liên hệ và chúng tôi sẽ cho cái này. Và nhớ xin cái tờ giấy trợ phương sau khi sanh để chúng ta xong nghệ, uống nghệ và xong nghệ. Có những cái người bác sĩ mà ở bệnh viện Từ Dũ rất là nổi tiếng nhiều chục năm, họ không bao giờ chứng kiến được đứa nhỏ nào mà sanh ra từ bệnh viện đi về là phân nó đã chặt. Đúng không? Mấy bà có kinh nghiệm á, là từ 3 tháng tới 6 tháng sau phân mới vàng chặt. Nhưng những đứa nhỏ dưỡng sinh mà được xử lý theo cái kiểu của tôi á, thì là về nhà chưa đầy 1 tuần là cục phân nó dài một rang và chặt luôn. Nó không còn đi phân nhão, mặc dù là bú sữa nước, uống nước mà đi phân chặt. Thì đó là cách xử lý của mình, để thấy là từ nhỏ cái đường ruột đã tốt rồi. Đi phân chặt có nghĩa là đường ruột tốt từ nhỏ, cho nên là kháng thể đứa nhỏ chắc chắn là ngon lành. Đi phân chặt suốt đời, tức là suốt đời bà mẹ thai tả chỉ là cục phân dính tả nó dài, đúng không rã, không có nhão không gì hết. Đó là cái điều tuyệt vời.
Như vậy là trong suốt quá trình mang thai thì ăn theo chế độ này, sáng cháo bổ dưỡng, trưa thì ăn cơm lứt muối mè, chiều ăn cháo bổ dưỡng, tối uống bột sắn dây. Từ 6 tháng trở lên là phải ăn nhiều cái cơm lứt rang với mè rang. Nên ăn mè rang nhiều không sao hết, tại vì cung cấp canxi cho đứa nhỏ đủ. Rồi gần cuối mà nếu thiếu nước ối thì uống thêm một sắn dây buổi sáng, không thì thôi. Chế độ này áp dụng cho tới ngày dứt sữa đứa bé. Dứt sữa luôn nha, trong cái chế độ này không thêm không bớt. Quý vị sẽ thấy rằng người ăn uống ổn định đúng giờ và đúng thực phẩm thì chính bản thân của người đó cũng cảm nhận được cái hạnh phúc hiện có trong cuộc sống của mình. Và chính đó mới là hạnh phúc dài lâu cho cả cuộc đời đứa nhỏ của mình. Nhưng rồi sau khi sanh, tôi vẫn không muốn cho tất cả đứa bé ăn rau củ, thịt cá thì không bàn ở đây luôn. Và nên sử dụng cốc loại, thì ở trong đó mấy cái loại cốc loại, cái hạt nào mà nó có tinh bột, nó có cái gì đó, cái hydrate carbon tương đối tốt thì chúng ta được quyền ăn trong giai đoạn này. Nhưng mấy đứa bé dưỡng sinh tôi theo dõi thường, ví dụ như hạnh nhân và ốc chó đi, thì cung cấp rất là nhiều vitamin B6, nó sẽ thông minh. Nhưng mà nó tới hồi tôi ép ăn thử, tôi suối ăn thử thì nó cũng ăn mấy hộp à. Tức là cái trực giác của nó cao lắm, nó ăn cái độ nào rất là vừa cho nó thôi, nó thêm nó không thèm thêm. Không có suối nó ăn thêm được đâu. Cho tới giờ phút này quý vị mà nếu mà gặp những đứa bé dưỡng sinh á, mà nuôi thực sự đúng từ nhỏ lớn cho tới 2-3 tuổi mà nó biết đi biết đứng rồi á, thì quý vị thử cầm miếng bánh ngọt đưa nó thì nó sẽ nói chuyện cho mình nghe. Thứ nhất là nó từ chối, nó không ăn. Cái thứ hai là nếu nó ăn thì nó bị phù mỏ, bị sưng nú răng, bị sốt liền nếu mà ăn đường. Để thấy đường nó độc, đường muốn biết độc hay không chỉ cần đưa mấy đứa bé dưỡng sinh biết liền à. Đốt cháy hết phỏng lưỡi, phỏng môi, đưa vô là nó phồng dập lưỡi, phồng dập môi nó hết nếu mà ăn đường. Thì đó mới là những cái cơ thể sạch. Còn cơ thể không sạch, uống nguyên cái lon coca không thấy chuyện gì là cái như thua rồi. Người đó chắc chắn thế nào cũng bệnh nặng. Đó thì như vậy là trong suốt quá trình mang thai là ăn thật kỹ chế độ đó, không được thêm cái gì. Ngồi thiền, tụng kinh và nghe văn giảng thì trong bài Để Hoàn Thiện Một Đời Người cho nói rất là nhiều. Rồi á, nuôi con thì tuyệt đối bú sữa mẹ 100%. Ví dụ chỉ cần nhai không muối mè, nếu ai muốn thử nhai không muối mè cũng dư sữa nữa, nhai không cơm lứt muối mè cũng dư sữa luôn. Chỉ có những bà mẹ ăn dưỡng sinh mới biết điều này. Chứ mình nói rằng ta nói trời đất ơi, thầy nói chuyện chơi hoài, mình sanh con ra mới còn sớm mà tôi phải bổ cái này, bổ cái kia, bổ cái nọ rồi sao mới đủ sữa cho con. Mà bây giờ ông suối con gái tôi nó ăn cơm lứt của mẹ, tôi nói là ăn đi, tuần lễ sẽ trả lời, không có cãi với nhau. Nếu như mà nhai không muối mè mà không dư sữa, tới đây tôi thường cho nguyên cái chùa Long Hương. Ở đây là kinh nghiệm rồi, rất là nhiều bà mẹ trả lời nó con không bao giờ con tin lời thầy, nhưng mà con cũng phải thử, tại vì nửa nghi nửa tin, cho nên ta nói nửa nghi nửa tin cứ thử đi rồi biết. Thì đúng tuần trả lời nó cũng xong một sữa kinh khủng, mà thầy con ăn không cơm lứt muối mè thôi cũng đã dư sữa rồi, còn bây giờ ăn thêm bài cháo với tất ca nữa là tuyệt vời. Tức là sau khi mà sanh thì được quyền ăn cháo với tất ca và muối mè chỉ trộn với cơm là đủ. Đó thì vậy là nên quay qua quay lại tất cả các món hạt đó. Tùy quý vị có thể kiếm hạt quinoa, kiếm một số hạt sa ba, một số hạt gì của nước ngoài mà chúng ta thấy là cái hạt đó nó nhỏ, nó tròn và nó khô. Đó, nên nhớ là nhỏ, tròn và khô thì được xếp vào cái hạt gốc loại. Ở nước ngoài tôi nhớ tôi đi tôi gặp nhiều lắm. Việt Nam mình ít, cái hạt nó không có lớn. Hạt càng nhỏ thì càng giá trị, nên biết như vậy, hàng lớn chừng nào là nó ít giá trị chừng đó. Cho nên muốn cho con mình nó thông minh thì nên kiếm những cái hạt tròn tròn nhỏ nhỏ khô đó về nấu được ra thành cơm thành cháo để mà ăn thì gần như đứa nào cũng thông minh tuyệt đỉnh. Bây giờ tôi mạnh miệng tôi nói rồi, tại bây giờ có chứng minh khoa học, tức là cái chỉ số IQ của những đứa bé mà ăn tuyệt đối dưỡng sinh đó là 130 tới 145 là thuộc về về thông minh, là nhân tài. Nhưng mà từ 145 trở lên là thuộc cái ngưỡng của thiên tài.
Nhưng mà có cái gia đình được đo chỉ số IQ của những đứa bé này nó đạt qua cái ngưỡng 145 tới 149, 152, 158. Mà hồi trước là Einstein với Mozart là 160 à. Thằng bé nó thử 158 là mình thấy là ngon rồi. À, chỉ còn hai nấc nữa là bằng những cái thiên tài của thế giới rồi. Thật ra là từ khi mà tôi theo dõi được những đứa bé đó, tôi rất là tự tin khi nói tới những cái chuyện này. Phải dùng cái từ tôi tự tin. Mà hồi xưa thì không có cái gì chứng minh được. Bây giờ kết quả học, kết quả sức khỏe của rất là nhiều đứa bé trả lời cho chúng tôi biết là càng lúc cái bài để hoàn thiện đời người của mình càng giá trị cho nhân loại thời này. Và nếu tất cả những bà mẹ mà áp dụng theo cái này cho tới 7 năm đầu đời, sau đó cho mày ăn thoải mái, mẹ đừng có quan tâm nữa. Nhưng mà thực sự quý vị sẽ chứng kiến những đứa nhỏ này nó khôn hơn mình luôn. Quý vị, chúng tôi đang theo dõi những đứa trẻ mà dưỡng sinh từ nhỏ lớn để chậm tới cái mốc 7 tuổi rồi thả nó ăn tự do coi nó ăn cái gì. Thì gần như nó cũng không ăn cái gì, nó không thích ăn cái gì. Và từ nhỏ thôi, từ nhỏ, từ 1 tuổi thôi là đưa thịt cá cho nó quẹ liền tại chỗ. Ớn, nó ẹ, nó không có thích, nó thấy thịt, nó thấy gốm từ nhỏ lần. Thì như vậy là lớn lên là đừng có suối nó ăn thịt mất công lắm. Mấy đứa nhỏ này khỏi dạy, nó ăn chay. Rồi đó là ai mà chịu khó chuẩn bị mang thai, trong lúc mang thai và sau khi sinh ra, cho con mình ăn chế độ này thì tôi nói là tôi đảm bảo 100% đứa nhỏ sẽ mạnh khỏe và thông minh. Không có lý do khác mà không thông minh với những đứa trẻ này. Đó là cái câu hỏi thứ nhất ha. Hỏi thứ nhất nói lòng vòng cũng hết 1 tiếng rồi. Dạ con xin bạch sư phụ là với thực trạng xã hội hiện nay, ba mẹ con sợ ra ngoài và núp ở trong nhà thì thiếu ánh nắng mặt trời, liệu thế dẫn tới tình trạng bị thiếu canxi không ạ? Và họ nên ăn gì nếu thiếu canxi do thiếu vitamin D từ ánh nắng mặt trời? Mấy chuyện này thì mất thời gian không à? Cái thời này thì thiệt là tự nhiên cái mình bị giam lỏng hả ta? Ai phải bị ở nhà ra đường là có chuyện, mà các nước nó còn nghiêm nhặt nữa. Việt Nam mình nay mở rồi, chứ còn các nước thì thiệt á, thấy tội ghê á. Nhất là ở thành thị thì có một cái phòng đâu là về ngang 3 mét và dài 4 mét là 12 mét vuông, ở đó trong 4 người ở trong đó. Không có trầm cảm tôi thường tiền liền á. Cái bệnh trầm cảm nó sẽ được tăng cao sau cái mùa dịch. Cho nên là tôi nghĩ tới cái chuyện này thì thứ nhất là nói về ăn cái đi. Thì quý vị ở chỗ không có vận động, mình âm phải ăn đồ dương. Nguyên lý là bây giờ đương nhiên là cái mùa hè nó đang dương, nhưng mà mình không hoạt động thì mình phải ăn đồ dương lên. Và sợ thiếu vitamin D thì chịu khó nhai cốm lứt rang. Cốm lứt rang vitamin D rất là cao. Đó thì vậy là buổi sáng mình có thể ăn bữa cháo, bữa trưa mình ăn cơm lứt với một món đồ ăn. Một món đồ ăn cũng được, ăn gạo lứt với mè thì tuyệt vời hơn, còn không ăn món đồ ăn. Buổi chiều chịu khó nhai cơm lứt rang với mè rang nhiều lên. Đã, ký giấy không bao giờ thiếu vitamin D. Cái thứ hai là tôi cũng nhìn thấy cái tình trạng này rồi. Bà con ít hoạt động, ít ra ngoài, ít tiếp xúc thì nó sẽ tù túng. Và chính cái sự tù túng nó dẫn tới cái sự túng quẫn, nó kỳ lắm. Nó ở nhốt ngày ở nhà đi mà không biết tu, không biết lại Phật, không biết ăn chay á hả, thì trời ơi nó khó chịu chưa từng có luôn á. Thì cái này là mình hiểu rồi, cho nên là tôi phải gấp rút đưa ra cái bài thể dục dưỡng sinh. Bài thể dục dưỡng sinh để giải quyết cái tình huống này tuyệt vời chưa từng có luôn. Tức là bây giờ quý vị chỉ cần mét vuông là quý vị có thể vận động được mình một cách rất là ngon lành và sức khỏe rất tốt, lưu thông huyết mạch và giải phóng được những cái bí tắc cỡ trong cái trí não của mình. Trong lúc mình ở yên mình, cái sự túng quẩn đó, nhất là cái thế mà phất thủ mà đập phía trước đó, tức là đập cái hai bàn tay đó, kích thích lao cung nó sẽ gây hưng phấn cơ thể liền, không có buồn. Người nào mà tập được 3 bài tập dưỡng sinh, tôi là cái chuyện đầu tiên là không có cái chuyện buồn bực nữa. Máu huyết lưu thông, trí não nó sẽ tốt lại. Sống yên một chỗ nhưng mà cảm giác nó sẽ tươi vui, nó sẽ thoải mái, là tại vì gân mạch của chúng ta, máu huyết chúng ta nó lưu thông một cách rất là tốt.
Cho nên là ăn ăn kỹ, có thời gian lúc này là ngồi chỗ mà, cho nên nhai kỹ chừng nào thì càng khỏe chừng đó, không cần ăn nhiều mà là nhai nhiều, đúng không? Ít vận động thì phải nhai nhiều. Như vậy là bài tập thể dục của chúng tôi là nên tập khởi đầu buổi sáng là trong cái khoảng, như tôi nói trong cái khoảng là từ 5 giờ tới 7 giờ thì quý vị nên tập bài thể dục này. Hoặc là bây giờ trên cái trang YouTube của chùa Long Hương thì trực tiếp phát hình tập thể dục đúng 5 giờ sáng. Nếu quý vị ở nhà mở cái YouTube chùa Long Hương là quý vị sẽ coi được và chúng ta tập theo. Và buổi chiều 5 giờ cho tới 7 giờ chiều, tức là khởi đầu buổi sáng, tức là khởi đầu mùa xuân của ngày và kết thúc ở mùa xuân thu, là chuẩn bị đi vô đông rồi, là chúng ta cũng nên làm cho máu huyết lưu thông cái. Thì bài tập buổi chiều từ 5 giờ tới 7 giờ chiều, lúc nào mà quý vị thấy tập được thì tập. Mà bài này được tập 2 lần trong một ngày thì tôi sẽ dùng cái từ là đảm bảo sức khỏe cho mọi người, mọi nhà, không bao giờ sợ bệnh tật, không bao giờ chuyện gì xảy ra. Nếu quý vị mà tập từ một tháng trở lên rồi thì quý vị mới thấy rằng ủa sao mấy cái bệnh đau nhức, mệt mỏi, giả dụi, thậm chí là tim mạch, tiểu đường, gan, thận gì gì, nhất là thần kinh của mình sẽ rất là tốt, giấc ngủ sẽ rất là sâu, đón một ngày mới rất là vui tươi, hạnh phúc, không sợ. Và chúng ta không dám dùng cái từ là cái gì đó ngừa dịch cúm, sợ người ta nói thế giới chưa kiếm được cái thuốc vaccine để ngừa. Bây giờ ông thầy nói ngừa nhưng mà tôi nói là không có bệnh gì xảy ra, ngay cả dịch tới đi nữa nó thấy mình đập nó cũng chạy nữa. Cho nên cái vừa mà ăn cái mình nói, tức là ăn đừng ăn phức tạp nữa, bây giờ ăn món đi, ăn một món đi, ăn khiêm tốn lại. Tại vì mình đó là thứ nhất là gì, ít đi làm, kinh tế nó sẽ không có còn sung mãn như ngày xưa đó, thì đừng có nghĩ tới cái chuyện là ăn phức tạp. Mà ăn càng đơn giản chừng nào thì sức khỏe nó càng tốt chừng đó, chứ đừng có nghĩ như người ta là phải ăn nhiều món là sai. Hỗn hợp này gặp hỗn hợp kia là tạo phản ứng hóa học là ai cũng biết rồi. Mà tạo kiềm thì cơ thể thừa kiềm cũng không tốt, mà tạo axit thì cơ thể thừa axit lại bệnh hơn. Cho nên là ăn lần món là nó không có tạo gì, nó ít có tạo phản ứng hóa học, mà nó sinh ra những cái chất mà cơ thể chúng ta rất là cần để hấp thu. Cái này là cái rất là cần. Cho nên trong giai đoạn ít đi làm, ít hoạt động thì chúng ta sẽ hoạt động 2 giờ sáng và chiều nhá, tập 2 buổi cho tôi đi. Và ăn một món trong bữa, ăn nhiều nhất là 2 món, đừng ăn nhiều nữa. Đó. Thì thứ nhất là chúng ta đừng có để cái chuyện mà ít hoạt động nó thành ù lì là nguy hiểm trong giai đoạn này. Quý vị núp trong nhà quý vị vẫn bị virus. Nếu mà cơ thể chúng ta ù lì mà dẫn tới cảm á, là không được. Thành ra là chúng ta phải đốt nóng những cái năng lượng thừa đã đang tồn trữ trong cơ thể mình bằng cách là mình tập thể dục nóng lên, là năng lượng thừa nó được tiêu xài, tất cả tế bào mình được hấp thu và được giải phóng những năng lượng thừa đó. Tôi nghĩ là mình ăn á là cũng cung cấp cho cơ thể dinh dưỡng, nhưng mà có khi là dinh dưỡng nó không tới tế bào. Nhưng mà tập thể dục là tôi xem như là cho tế bào ăn. Cái nghĩ của tôi là bắt đầu cho tế bào ăn. Nhiều khi mình ăn tế bào nó không hấp thu liền, nó tạo protein, nó tạo thành đường, nó tạo mà thành đường nó muốn vô cơ thể cũng rất là khó. Nhưng mà khi cơ thể được đốt nóng á, thì nó phải đốt cháy những cái phân tử đường đó, nó mới tế bào nó mới hấp thu một cách trọn vẹn. Thành ra là khi mà nhiệt lên có nghĩa là gì? Là đường đã được vào tế bào và đã được hấp thu, rồi nó mới biến thành năng lượng, cho nên cơ thể mình nó mới nóng lên. Cho nên một người lạnh, mặc dầu đường, cái người tiểu đường á, đo đường máu thì họ đang cao, nhưng mà họ thỉnh thoảng họ bị lạnh cái kiểu kỳ cục lắm. Là lý do có đường nhưng mà tế bào nó không hấp thu. Nhưng mà bây giờ nếu mình tập để mà ra mồ hôi mà nóng cơ thể thì có nghĩa là gì? Tế bào nó bắt đầu nó hấp thu, nó ăn, nó đòi hỏi, nó ăn. Tại ra buổi sáng mà mình tập có nghĩa là mình đốt đường thừa. Thật ra là những người tiểu đường mà chịu khó tập cái bài tập của tôi á, hả, là từ sáng tập lần, chiều tập lần mà cho đổ mồ hôi á, hả, là bệnh tiểu đường nó hết hồi nào mình cũng không hay. Và mình không dám nói là bài tập trị bá bệnh, nhưng mà tôi biết là bệnh gì cũng có thể bị đuổi trôi với ba cái bài tập này. Bài nào cũng được, trong ba bài thích bài nào tập một bài duy nhất cũng được, từ 30 phút trở lên.
thì sáng tầm buổi, chiều tầm buổi, vậy là gần như không có bệnh nào mà có thể còn tồn tại trong cơ thể được. Thì đó là cái cách mà dạo này chúng ta đang bị ở nhà. Bị ở nhà rồi ít vận động, rồi không có chuyện để làm, nó lúng túng, nó lùng tung, nó khó chịu lắm. Kệ nó, giờ nếu mà không phân cử sáng chiều thì buồn buồn rồi đập lưng cũng được, rồi buồn buồn phất tay cũng được, buồn buồn tập khí công cũng được, giờ nào rảnh rảnh thì cứ quơ đại nó đi. Nhưng mà ba bài tập của mình nó hay lắm, tập chút cảm thấy thì mình thoải mái, mình vui vẻ lên ngộ lắm. Không có bài tập nào làm chúng ta bị bế tắc, bị bức xúc, bài nào cũng lưu thông kinh mạch máu huyết đầy đủ, não bộ chúng ta sẽ hoạt động rất là tốt. Cho nên là trong thời này, và cái vận động mà ba bài dưỡng sinh của tôi là phải nói là sẽ giúp cho mọi người rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta ở một chỗ và sẽ không bao giờ bị trầm cảm. Những người trầm cảm mà tập cái bài phất thủ mà đập tay phía trước hoặc là đập lưng một thời gian, quý vị sẽ thấy rằng cái bệnh trầm cảm, những bệnh liên quan tới Alzheimer, Parkinson, những cái bệnh mà suy nhược thần kinh vân vân thì sẽ hết rất là hay cái bài tập của mình liên quan tới thần kinh. Và kinh lạc nó được lưu thông, máu huyết lưu thông tới não bộ rất là rõ ràng sau khi chúng ta tập. Thì đó là vừa ăn và vừa tập. Chỉ vậy thôi, đơn giản như vậy là chúng ta sẽ sống vui, sống khỏe. Sống ở mình nhà cũng thấy vui nữa, tại vì đập chút thấy vui à, ngộ lắm. Quý vị vỗ tay hồi tự nhiên thấy trong lòng mình nó có một cái gì á, chứ nó không có còn buồn buồn, sầu sầu, chán chán như trước nữa đâu. Chán thì cứ đập tay cho tôi. Tôi nói là thậm chí cả cái chuyện mà vỗ tay á, mình thấy mình không có được vui lắm, mình tự nhiên mình ngồi mình vỗ tay hồi đi, mình cũng cảm giác là mình giải phóng được những cái phiền muộn liền. Cho nên cái bài tập rất là giá trị. Quý vị vừa kết hợp và là ăn uống và tập thể dục dưỡng sinh thì tuyệt vời. Và câu hỏi thứ ba là: thưa thầy, con gái con bị bệnh đã quá ngày tái khám, lịch thầy đã hẹn rồi mà chúng con không tới, khi nào thầy mới khám lại và chúng con phải làm gì trong những ngày chưa được tái khám? Thuốc chúng con đã hết thì chúng con duy trì như thế nào? Lúc này là chùa vẫn khám hàng ngày để tránh trường hợp tập trung đông người vào bữa thứ bảy. Cho nên là từ thứ hai cho tới thứ bảy là quý vị thứ tự duyên tới chùa để được tái khám. Thì vẫn có người khám, trừ trường hợp là ở đây có sư cô hoặc là chú Lộc mà bị tắc, có nghĩa là gặp bệnh nặng quá thì tôi sẽ xuất hiện. Còn không thì mấy người đó có thể bị khó khăn thì điện thoại nhắn tin hỏi tôi sẽ trả lời, tôi sẽ tư vấn. Và chúng tôi cũng dự kiến là thứ bảy tới này, tức là chúng tôi sẽ khám lại là thứ bảy tới khám lại, nhưng mà cũng không có tập trung đông người như trước đây. Quý vị cứ tới từ thứ hai cho tới thứ bảy đi, ngày nào cũng được tư vấn khám, từ trường hợp bế tắc quá thì tôi xuất hiện thôi. Và nhất là nếu như những bệnh nào mà thật sự nặng thì sẽ tới ngày thứ bảy là chúng tôi sẽ tiếp, sẽ tư vấn. Cho nên là cái việc khám thì chúng ta sẽ khám lại ở cái thứ bảy tới này ha. Còn bây giờ thì mình vẫn ăn uống. Cái quan trọng đối với phương pháp này, mỗi lần gặp bệnh nhân tôi đều nhắc là gì? Nghe thật là kỹ cái loạt bài sức khỏe và hạnh phúc. Khi nào mà tất cả mọi người chúng ta nghe qua cái bài đó và chúng ta hiểu được á, là tại sao tôi bệnh, thấy không? Và tại sao trị theo phương pháp này nó hết bệnh, nguyên nhân nào? Tôi bệnh như vậy mà ăn gì tại sao nó hết, uống gì tại sao nó hết? Mà khi mà mình nghe để mình trả lời được cái nguyên lý này nó sẽ dẫn tới hết bệnh, nguyên lý kia dẫn tới hết bệnh, và đủ hiểu được những cái nguyên lý ăn uống cân bằng âm dương, cân bằng axit và kiềm vân vân. Thì khi chúng ta nghe mà đến mức độ chúng ta hiểu được hết rồi thì nằm ngủ đi mình cũng hết bệnh, khỏi cần làm cái gì. Cho nên là chúng ta nghe để chúng ta hiểu là tại sao mình bị bệnh. Đầu tiên là mình phải hiểu tại sao mình bị bệnh, và chúng ta sẽ hiểu được cái kiều thứ hai nữa là tại sao ăn theo phương pháp này hết bệnh vì lý do gì. Và hai câu hỏi này được trả lời trong đầu của mình là xem như từ đó cho tới suốt đời mình không bao giờ bệnh nữa. Cái bài sức khỏe và hạnh phúc là chúng tôi gom tất cả những kinh nghiệm trong nhiều chục năm theo phương pháp dưỡng sinh chúng tôi nói, cho nên là cái bài đó đúc kết nhiều kinh nghiệm. Trước đây thì giảng cái đề tài phương pháp dưỡng sinh thì nó cũng rất là rộng rãi, thì quý vị vừa nghe hai cái đề tài này là đủ. Còn lại những cái bài giảng lẻ cũng rất là nhiều, cho nên là
Khi mà nghe hiểu rồi quý vị không có cần phải hỏi thầy ơi tôi vậy là tôi phải làm sao, không có cần phải hỏi câu hỏi đó, mà tôi không cần thầy tôi cũng biết làm sao cho tôi hết bệnh, thì đó là cái người đã hiểu rồi. Và hiểu rồi thì suốt đời không bao giờ bị bệnh nữa. Cho nên là cái điều mà chúng tôi khuyên là dù quý vị như trong tình huống nào đi nữa thì quý vị cũng nghe hết hai cái loạt bài phương pháp dưỡng sinh và sức khỏe và hạnh phúc, và thêm một cái loạt bài dài dài là cân bằng âm dương gì đó, rồi một số những bài giảng lẻ thì quý vị chịu khó nghe dùm. Và đây là một cái điều kiện cần yếu để chúng ta có thể giữ sức khỏe của mình từ bây giờ cho tới khi mà mình mãn tuổi thọ, tức là hết sống nữa. Thì với kiến thức của hai cái loạt bài này, chúng tôi dám cam đoan là không ai có thể bệnh được nữa hết trơn hết, chứ đừng nói là không hết bệnh là không đúng. Câu hỏi kế tiếp là thầy cho con tập những bài tập thể dục này mà thầy hướng dẫn trên YouTube là bệnh tê cánh tay, dị ứng ngứa hai lòng bàn tay con đã hết, nhưng thắt lưng con vẫn còn đau thì con phải làm sao? Ngày hôm qua tôi chỉ lại cái bài mà đứng xoay rồi. Đứng xoay với lại cái đá ở sau lưng để trị cái đau lưng á. Thì quý vị sẽ coi cái bài YouTube sắp tới là tôi sẽ đưa hai cái bài đó vô. Thì cái bài quay cột sống, quay vòng vòng, hoặc là cái bài đá lưng để trị đau lưng thì nó có luôn trong cái ngày hôm qua tôi sẽ có hướng dẫn, thì sẽ đưa tiếp vô. Hồi trước là có ba bài. Rất là hay hai cái bài này, và chúng tôi bây giờ bắt đầu lên tiếng luôn là những ai đã tập theo hai cái bài này mà thấy có hiệu quả thì một là quý vị chịu khó nhắn tin giúp chúng tôi trong cái email á, email là tỳ kheo thích tuệ hải a@yahoo.com, hoặc là trong cái số điện thoại là 0911 hoặc là 0906 258 258, hoặc là gửi tin vào Zalo cũng được, hoặc là quý vị gửi vào cái thông tin của cái trang web chùaluanhuong.org, quý vị thấy rất là nhiều cái địa chỉ trong đó quý vị có thể gửi để chia sẻ. Một là chúng tôi sẽ lấy những cái hình ảnh, những cái mà kết quả tốt này để cho khuyến khích bà con. Nhưng mà có hai người chúng tôi chưa kịp phỏng vấn, họ chỉ điện thoại nói chuyện thôi, là một người ngứa cái lòng bàn tay mà gãi thiếu điều muốn lấy cái dao lam mà gọc nó vậy đó, mà mấy năm nay rồi không có cách nào cho nó hết trơn, hơ lửa tùm lum nó hết, hồi nó bị lại. Nhưng mà lạ lắm, nó tập cái bài mà phất thủ của mình rồi đọc một tước cái tự nhiên tối hên luôn tới này. Hai tuần lễ ổng bị ngứa trở lại. Rồi có một cái cô là bị gì, bị lạnh cơ thể mà không làm sao để cho mình ấm lên được, hai tay cũng lạnh, hai chân cũng lạnh, mà tập ngay ngày đầu tiên thôi là tối đó cái cảm giác lạnh tay nó hết rồi. Mất khoảng tuần sau thì lạnh chân nó bắt đầu nó hết. Có một người bị ung thư máu mà cũng tập cái bài phất thủ này 3 năm rồi không có hiệu quả. Nhưng mà tới thấy mình chỉ cái bài phất thủ mà đập lỡ hôm trước thì cái anh tập tự nhiên người nóng lên, thấy có kết quả liền. 3 năm nay muốn nóng người nóng không được, nhưng mà tập cái bài phất thủ mình vỗ tay là thấy nóng. Thành ra là đây là những cái rất có lợi và nhanh lắm chứ không có chậm. Tôi thì hồi xưa cũng đã tiếp cận rất là nhiều cái môn thể dục, phải nói như vậy, từ võ công cho tới khí công cho tới các cái môn thể dục, nhưng mà rồi cuối cùng mình đúc kết lại được ba cái thế tập quan trọng này. Cho nên là đây là cái kinh nghiệm mà tôi thấy rất là tốt cho mọi người. Thật ra mọi người làm siêng tập giùm ha. Bạch thầy, số là chúng vô tình bị ở lại Việt Nam do Covid. Chúng con là gia đình ăn mặn truyền thống. Dạo gần đây Covid chúng con cũng hạn chế ăn thịt cá. Tuần trước có duyên đến chùa Luân Hương buổi trưa khát nước, thầy cho nước uống từ máy căng gen, nhưng nước không lạnh nên chúng con mua chai sữa ướp lạnh. Chúng con uống và nghe ngon quá và tỉnh người luôn. Thật tình là tại vì do sữa để không lạnh nó hư, chứ không phải là tôi cho cái gì uống lạnh rồi tôi ghét uống lạnh trời đất đi nha, báo trước. Có nghĩa là uống lạnh trong mùa này thì thực sự hoàn toàn không có tốt. Nhưng mà cái sữa này là làm không có chất bảo quản, cho nên phải bắt buộc phải bỏ lạnh để giữ cho nó đừng có hư.
Thì quý vị có mua thì cũng phải từ từ uống để cho nó ếch lạnh rồi uống, đừng uống lạnh trong thời điểm này là hoàn toàn không có tốt cho sức khỏe. Không nên uống lạnh trong mùa dịch này, tuyệt đối luôn, quên đi cái chuyện lạnh đi. Lỡ ai bị ghiền nước đá thì cũng nên nấu nước nóng uống. Và nóng từ 37 độ trở lên tới 40 độ là uống rất là tốt, vừa với nhiệt độ cơ thể là được rồi. Còn là cái việc ăn mặn thì chúng tôi cũng có nói một cái bài về cái chuyện ăn mặn ăn chay rồi. Quý vị chịu khó nghe trong cái có một cái bài nói về ăn chay á. Ai nghe hiểu được và từ giã ăn thịt cá từ giờ phút này sẽ tốt cho mình nhiều phương diện. Phương diện thứ nhất là sẽ cơ hội bị nhiễm sẽ ít hơn đối với người ăn chay. Mình không dám nói là 100% người ăn chay không nhiễm, nhưng mà tôi nói là cơ hội ít hơn, ít thật là ít, có khi là không có. Nếu chúng ta ăn chay từ giờ phút này để gọi là ngừa Covid đó, thì nên đừng ăn mặn nữa. Hôm trước tôi nói cái chuyện nội công ngoại kích rồi. Vì chúng ta đã ăn thịt là giết những cái loài chúng sanh khác. Mà bất kỳ một cái loài nào nó cũng ham sống, mà loài thú nó ham sống còn hơn loài người nữa. Nếu mà nói cái từ ham sống sợ chết đó, thì loài thú càng thấp chừng nào thì càng ham sống sợ chết chừng đó. Và ngay cả loài người cũng vậy, khi tâm thức mà chúng ta còn chấp thước, còn bảo thủ, thì cái chuyện ham sống sợ chết nó càng dữ hơn. Chỉ trừ những người tu đạt đạo, họ không còn ham sống sợ chết, sống chừng nào sống chết nào chết là chuyện đó họ không bàn. Cái gì có nghĩa là tâm thức mà càng cao chừng nào thì cái việc chấp trước bảo thủ họ càng nhẹ chừng đó. Thì cái loại mà động vật là chấp thước bảo thủ họ nặng lắm. Cho nên giết lấy cái mạng nó rồi, nó cũng khó có thoát để nó đầu thai được. Và nó nằm trong bao tử của mình, nó sẽ hình thành những cái tế bào của cơ thể của mình bằng những cái loại thù hằn oán hận. Và cái đã thù hằn oán hận thì chắc chắn là phải tìm cái cách báo thù. Nhưng mà nhiều khi nó không có cái lực, không có đủ cái sức. Thành ra nó chờ đợi cơ hội virus, là cái thằng cũng là thù nhân quả triền miên của mình nó tới. Và thằng ở ngoài vô, thằng ở trong bắt đầu trồi dậy, mà hai thằng này kết hợp với nhau là mình tồi mạng à, khó có thể giữ được. Cho nên tôi nói lỡ mà cái người ăn chay bị nhiễm, nếu mà ăn chay trường trượng năm trở lên là an toàn lắm rồi. Và tôi nói lỡ người ăn chay bị nhiễm mà ăn chay tốt, tức là ăn theo kiểu dưỡng sinh mà mình nói, là phải dứt khoát là tuyệt đối không có đụng đường, không đụng trái cây, không đụng tới nước lạnh nữa, và ăn khô, uống ít để làm cho cơ thể mình dương lên. Tại vì cái loại virus này là nó làm âm quá môi trường sống của mình, nó làm hư những môi trường âm, như là phổi của mình nó bị nặng nhất là môi trường âm của cơ thể của mình. Thì như vậy là khi mình dương lên, mình cân bằng lại là tự động nó cũng sẽ ổn. Chúng ta dùng từ nó ổn thôi, chứ mình nói mình trị hết thì nghe nó kỳ kỳ. Nhưng mà bảo đảm là sẽ ổn, chúng ta sẽ vượt qua một cách rất là dễ dàng. Cho nên là việc ăn mặn là kể từ giờ phút này quý vị cũng phải tự ngồi nghiệm lại đi, có cần thiết hay không. Ăn chay nói nếu không có đủ chất thì người nào lại đây làm việc so với tôi ở cái độ tuổi 50 làm việc với tôi sẽ thấy. Thì để coi là người ăn chay có khỏe cỡ nào, bất kể chuyện gì phải nói mấy câu như vậy, người ăn chay sẽ làm việc. Nói chỉ cần bước tới chùa Long Hương sẽ thấy tăng ni ở chùa Long Hương làm việc ra làm sao, quý vị biết liền rồi. Gần như là suốt cả ngày. Một số người thì làm mệt cọc cọc thôi, chứ nhiều người cũng vui vẻ. Cọc cọc làm sao thiếu đường, uống chai sữa vô là được, tươi vui lại liền, không sao hết. Thì ý muốn nói là cái người ăn chay là sức khỏe sẽ bền bỉ, dẻo dai, sẽ làm việc hiệu quả hơn người ăn mặn. Tôi dám, tới giờ phút này tôi dám nói, nếu ăn chay đúng dưỡng sinh. Còn ăn chay mà ăn nhiều đường, hoặc uống nhiều nước, hoặc là ăn trái cây, hoặc là uống nước lạnh, thì người đó sẽ oải oải suốt ngày, làm đi đâu ngồi ở chỗ đó làm không nổi, thì biết rằng người đó rất là âm rồi. Lúc này là lúc không để cho cơ thể âm. Thì như vậy là nên ăn chay, mà ăn chay theo kiểu dưỡng sinh thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Ở xa chúng con có ý định mua nhiều mang về dự trữ cái mùa Covid, nhưng hạn sử dụng chỉ được 1 đến 2 tuần, nên chúng con mua sữa bột dinh dưỡng ông thầy Tuệ Hải về nấu uống. Kính thưa thầy, ngon quá, ngon vô cùng, béo vừa phải, ngọt vừa phải,
mặn mặn vừa phải, ngon phê phê, khó diễn tả lắm. Chúng con pha nước nóng như hướng dẫn và uống nóng, uống xong người không khỏe, người thông khỏe lạ thường lắm ạ. Mô Phật, chúng con vô cùng biết ơn Thầy Diệu Ý Chùa Long Hương. Chúng con tự tư lự sau ngôi chùa này có thể làm nên món sữa ngũ cốc ngon bổ thơm đến vậy. Chúng con lại có tham vọng muốn mang sữa về đến Mỹ bán, vì con cả cuộc đời chúng con chưa thấy món ngũ cốc nào có vị ngon và lạ lùng như vậy. Sữa bò tươi, sữa ngũ cốc phương Tây cũng không thể sánh bằng. Dạ thưa Thầy, giờ chúng con phải làm sao, làm sao? Tôi định đó là chiều mới giới thiệu món sữa này. Chương trình buổi chiều lắm. Có hộp sữa, có hộp sữa đây nè. Và một điều đặc biệt là, chứ tôi nói là cũng, mình nói thì nó thành quá, nhưng mà cũng phải khoe, lỡ rồi khoe luôn đi. Hồi xưa giờ chưa có cái sữa nào mày kỳ cục vậy nè. Vitamin B1, vitamin B6, vitamin B5, nó rất là nhiều nữa coi. Bắt đầu từ vitamin B2 là tới 121 nè. Vitamin B6 tới 2380. Cho nên mấy đứa bé mà bú sữa này nó thông minh không thể nào nói được. Và người già là ký giấy không bao giờ bị lẫn. Người già mà uống sữa này á, là thứ nhất là ngủ ngon không nói rồi, nhưng mà cái hồ chúng ta sẽ tỉnh cho tới già. Và nhất là những người đang tu thiền, những tăng sĩ, những cái ni, hoặc là những Phật tử mà đang tu thiền để buổi chiều mà không ăn chiều á, mà chúng ta uống cái chai sữa này thì tuyệt vời cho não bộ, bảo đảm là thiền định chúng ta sẽ tốt. Quý vị biết là trước đây chúng tôi bán sữa dưỡng sinh ngũ cốc của Thầy Tuệ Hải. Trong đó thì thật sự là vì cái pháp lý cho nên mới ghi cái sữa gầy vô. Và tôi không có thể giải thích được cái điều này. Cho nên là tôi muốn giải phóng cái từ sữa gầy trong công thức sữa của mình mà mình không có cách nào hết trơn á. Lúc đó sinh nó rất là khó khăn, như bây giờ thì khác rồi. Tại vì hồi đi sinh ông nói là, ủa tôi đổ thấy cái gì nó thành sữa rồi, thầy ghi sữa ông thầy. Ông thầy sao có sữa. Bây giờ thầy muốn có tôi phải ghi cầu nó vô cho thầy. Tức là cái gì nó có dính tới sữa thì mới cấp giấy phép sữa được. Nhưng mà tới bây giờ mình thấy là đậu nành họ cũng làm sữa rồi. Rồi là gạo lứt cũng đã làm sữa trên thế giới rồi. Cho nên tôi nói nè, ê, mấy cái này nó thành sữa rồi đó. Thì bây giờ phải cấp sữa cho tôi không cần cái câu kia. Thì bây giờ là nó có được cái giấy phép là từ cái lúc mà cái sữa dinh dưỡng á, sữa dinh dưỡng gì đó, sữa dinh dưỡng đặc biệt á, bột dinh dưỡng cao cấp rồi này nè. Cái sữa dinh dưỡng của mình hồi trước là sữa nước đã có, như uống hai người này kể đó, thì nó đã ngon rồi. Nhưng mà từ lúc mà tôi muốn thay đổi công thức sữa này là từ hồi trước Tết rồi. Quý vị biết là tôi bắt cái ông thầy Viên Thông ấy, cứ là nay sai như vậy, mai sai như kia, nay tăng này lên, mai giảm kia xuống, cứ tăng giảm riết ổng, nhiều khi không biết có phiền não với tôi không biết. Tại ngày tôi thay đổi chừng 8 công thức rồi đó. Cho tới những cái buổi chiều quý vị tưởng tượng nha, tức là làm tới 8 công thức thì phải pha 8 cái ly cho tôi. Ly thì cũng cỡ này á, ly 330ml nó để một hàng vậy đó. Này là uống miếng để xuống, này uống miếng ngậm ngậm để xuống, uống miếng ngậm ngậm để xuống qua 8 ly này. Xong ngồi nghỉ xả hơi, uống ly trà để súc miệng cho sạch, bắt đầu uống ngược từ đây qua. Uống tới uống luôn hồi hết 8 ly. Nhưng mà phải thử, tôi không thử không có được. Thì đó là mình nghiệm cho nó ra, ví dụ như là bây giờ cái công thức cái này tăng lên chút là tăng chút gạo lứt, bớt một chút gạo lứt, hoặc là tăng chút yến mạch, bớt một chút yến mạch, tăng chút mè bở, một chút đậu, bớt một chút đậu, tăng chút bột sắn, bớt một chút bột sắn, tăng chút kê, bớt một chút kê, tăng chút muối, bớt chút muối, tôi làm riết, tôi dạo tới dạo lui. Thì cho tới bây giờ mới ra được cái công thức sữa này. Và tôi nói là anh nào mà ham uống lắm thì anh uống nhiều nhất là 3 ly. Nhưng mà tôi phải uống tới 8 ly để làm chi? Để tôi coi mày bị sình bụng không á đã. Có bị sôi ruột không gì độ béo của nó. Rồi cái thứ hai là uống buổi tối. Buổi tối mà 8 ly, 1 ly 330ml là 2 lít rưỡi nước trong buổi chiều đó. Để tôi tối có đi tiểu đêm không? Nhưng mà tối vẫn không đi tiểu đêm. Và thứ ba giấc ngủ rất là tốt. Thứ tư là tôi uống tôi không súc miệng để coi sáng cái miệng có chua không. Thì hoàn toàn cũng không có chua. Có là những kết quả mà nó trả lời cho anh biết là uống không súc miệng vẫn không bị chua miệng, có nghĩa là gì? Thực phẩm mình là kiềm nhiều hơn axit, mà rõ ràng là kiềm là kali
kali đó 2.080 mấy thì nó đúng rồi, natri cũng 2.500 mấy, rồi đó là magie cũng 1.771, rồi canxi cũng 700 mấy. Tức là bốn cái chất tạo kiềm của cơ thể là kali, natri, magie và canxi đều một lượng rất cao trong cái thực phẩm của mình. Tức là đây là một loại nước uống mang kiềm tính rất là cao. Và kiềm tính cao thì quý vị biết rồi, thì có thể ngừa được những cái bệnh âm như là, thứ nhất là bệnh gút đi, axit cao nó mới đau nhất. Những cái đau nhất, những cái mệt mỏi, những cái tê tay, tê chân, những bệnh liên quan tới tim mạch và nhất là tiểu đường. Ở đây tại nãy mình nói là có kẽm, kẽm tới 39 chấm mấy. Hồi trước trong cái bài mà tôi nói về tiểu đường á, thì đó là nếu như cơ thể chúng ta có đủ insulin nhưng mà chúng ta thiếu hai cái hoạt chất kẽm và magie á, thì nó sẽ không làm cho insulin mở cửa được tế bào để cung cấp năng lượng cho tế bào, và đường nó không bao giờ hạ xuống. Thì vậy là người ta sẽ uống viên kẽm. Và trong thực phẩm chay á, thì như tất cả các cái nhà nghiên cứu dinh dưỡng đều thấy rằng cái người ăn chay luôn luôn thiếu kẽm. Người ta thiếu kẽm cái mặt sầu sầu, thấy chán lắm. Rồi thiếu magie cái làm việc không nổi. Mà bây giờ trong thực phẩm lại có kẽm rất là cao, có magie rất là cao, mới là vui. Hai cái hoạt chất này có thì nó sẽ làm cho tất cả những cái hoạt chất insulin nó sẽ điều tiết và cân bằng đường huyết rất là tốt. Cho nên sữa này vô tình lại giúp cho tiểu đường rất là hữu hiệu. Đó là kết quả rất là, chúng tôi rất là mừng. Rồi cho tới cái B3 570 trong cái bảng phân chất này. Vitamin B1 là 867. Thì vậy là vitamin B đó, đó. Một cái loại thực phẩm mà vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6 đều rất là cao trong cái món sữa mới này. Đây là một cái tin mừng thực sự cho mọi người. Tôi chưa có thử uống từ sáng tới chiều bỏ ăn, nhưng mà cũng có bữa là uống buổi sáng, uống buổi tối rồi. Và thật sự cái kết quả mà tôi cũng hơi sợ là bữa đó tại mình uống lố không phải 8 ly mà tới 9, 10 ly gì đó. Tại vì quậy đợt này tôi thấy không ổn, tôi kêu quậy đợt thứ hai, chất một cái bàn, tôi ngồi tôi uống. Uống rồi ngậm nghe, uống rồi ngậm nghe, cuối cùng mình thấy ủa sao đêm nay ngủ sâu hơn, ngủ ngon hơn, thức dậy tỉnh hơn, không chua miệng. Thì không còn cái gì có thể bàn nữa. Thành ra là chúng tôi cũng đã, cái này phải nói thiệt đó là cái sữa mà quý vị đang có bây giờ, đang uống bây giờ là đã thay đổi công thức rồi. Tức là vỏ thì cũ mà ruột mới, thì quý vị cũng thông cảm tôi là in cái này nó nhiều tiền lắm. Cho nên là lỡ in cái sữa cũ nhiều quá, còn cũng khoảng tới khoảng 10.000 hộp này rồi mới hết cái vỏ cũ. Nhưng mà thật sự ruột đã bắt đầu thay rồi, ruột đã thay cái công thức sữa mới. Cho nên quý vị thấy uống sữa nó ngon hơn là công thức sữa mới này. Thì trong lúc mà chúng tôi đã hoàn thành giấy phép thì bây giờ cũng đã có giấy công bố rồi. Như mặc dù giới thiệu cái sữa mới nhưng mà cái hộp vẫn là còn hộp cũ, vẫn là còn hộp sữa. Nhưng mà chắc là hết tuần này mà giải quyết được hết cái sữa cũ á, hết cái bao bì cũ á, thì quý vị sẽ thấy là sữa bột dinh dưỡng chứ không còn là sữa ngũ cốc hồi trước nữa. Cái tựa nó là sữa bột dinh dưỡng cao cấp. Ra rồi thì từ trong ruột cho tới cái vỏ nó giống nhau, nhưng mà bây giờ ruột thì đã là sữa, cái sữa bột này rồi. Hồi trước cái độ mịn nó có 80 thôi, nhưng bây giờ độ mịn nó tới 200-300 lần mịn, gần như nano rồi. Cho nên quý vị mà uống cái độ mà mịn như thế này thì nó thẩm thấu rất là mau qua màng của tế bào. Còn khi mà cái độ mịn nó to chúng ta uống vào thì nó phải qua quá trình biến dưỡng nó mới thâm nhập tới tế bào của mình. Thật ra là độ mịn là một trong những cái mà làm cho cái giá trị dinh dưỡng của cái sữa này tăng rất là cao. Cho nên là tại vì hỏi ở đây mới nói, còn sắt ở trong sữa lại có là 52,7 nữa. Thế vậy là cái gì? Thật sự thì cái mầm ở trong cái sữa này rất là cao. Cho nên là cái bổ mà nhất là sắt á, thì sẽ làm cho quý vị những người mà thiếu máu uống cái sữa này cũng tốt à. Sắt là cũng hiếm lắm mà, trong các loại rau củ mà kiếm sắt là để bồi bổ đã khó rồi, nhưng mà trong sữa bột của mình lại có nữa.
Thành ra là nó rất là tốt cho sức khỏe. À, đặc biệt cái béo như vậy mà cholesterol lại là không phát hiện. Trong khoảng phân chất cholesterol cũng có. Thật ra uống béo mà không có tăng gì đó, tăng cholesterol trong cơ thể của mình. Thế nên chúng ta thấy trong cái bản phân chất này rất là mừng là sau nhiều tháng mà mình mài mò và cuối cùng thì ra được cái công thức sữa và đảm bảo được cái dinh dưỡng của cái người uống. Cái này mà nhất là những người lớn tuổi mà mỗi tối uống này thì tuyệt vời, sẽ làm cho giấc ngủ rất là sâu và như nãy tôi nói là không bao giờ bị lẫn. Tại vì vitamin B6 cao quá làm cho não bộ rất là tốt. Thì thức uống này chúng tôi sẽ tìm cách để làm giảm natri lượng chút để cho mấy đứa trẻ. Cái lượng natri này thì nó hơi cao đối với mấy đứa trẻ thôi, thì tôi sẽ có cách để làm giảm natri lại để những đứa bé mà sơ sinh á thì bú sữa này ngay từ đầu, nếu mà không có sữa mẹ thì cũng vẫn rất là tốt. Nếu mà tính theo cái lượng phân chất này thì gần như là phát triển đồng bộ á. Trong cái bản Nutrition Fact này thì cũng còn có nhiều cái chất nữa. Cái protein nó cũng 36% cái protein. Hydrate of one 21%. Thật sự thì nó cũng lòng vòng trong mấy cái hạt của mình. Mấy loại hạt cốc loại của mình thôi. Nhưng mà nãy mình nói là những cái loại hạt cốc loại đều rất là phù hợp với cái chuyện mà phát triển của loài người. Cho nên loài người của chúng ta tìm cái cách nào đó để mà mình chế biến được các hạt cốc loại, làm sao mình uống được, mình ăn được các hạt cốc loại một cách mà tốt nhất, là cách mà phải dùng cái từ là thông minh nhất. Thì bây giờ mình đã có cái sản phẩm này rồi, thì bà con có thể mua về để sử dụng. Nhưng mà tôi đang có cái chương trình khuyến mãi tương đối đặc biệt. Nói luôn cái chuyện kinh doanh. Thì á, là hộp sữa này tại vì vẫn còn dính với cái nhãn cũ cho nên bán cái giá có 122.000 thôi nha. Ít bữa mà cái nhãn cũ hết là 128.000 lần á. Cho nên mua lúc này uống cái sữa mới nhưng mà vẫn còn do cái vỏ cũ cho nên giá nó thấp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì á, một thùng mà 10 hộp á, thì nếu chúng ta mua thì chúng ta sẽ được giảm khoảng 100.000 cho một thùng 10 hộp, 11 hộp gì trong đó đó. Còn nếu mua mà 5 thùng thì sẽ được tặng nguyên một thùng, không có giảm giá, tức là mua 5 thùng tặng thùng, mua 10 thùng sẽ tặng 2 thùng. Đó, thì trong giai đoạn mùa dịch này thì mình cũng muốn khuyến khích cho bà con uống, tại vì tôi biết chắc rằng sau một giai đoạn nữa thì cái sữa này không có ở trong cái lĩnh vực của dưỡng sinh đâu, mà xã hội sẽ chấp nhận sữa này nhanh lắm. Và lúc đó lơ mơ là mình không có đủ sức để có thể cung cấp nổi cho thị trường á. Thì hiện tại cái khả năng mà cái nhà máy chúng tôi mà làm cho tới hết công suất á, thì sai một ngày được nhiều nhất là khoảng 1 tấn mấy thôi. Và trong tương lai là chắc chắn là không đủ sức để cung cấp. Tại vì ai mà đã từng uống cái sữa dư của bà mẹ đó, ở đây có ai uống không? Tức là người mẹ mà cho em bé uống còn dư sữa đó, nhất là sữa so đó, nó có cái mùi sữa non á, thì cái sữa này nó ra cái vị đó nè. Tôi cũng không biết sao tôi phối riết nó ra cái vị này, tôi cũng không hiểu luôn. Tôi khuấy tôi uống, tôi nói ủa sao giống sữa mẹ quá ta. Tại vì hồi xưa tôi có xin cái sữa mẹ, xin cái sữa con so đó để tôi làm vị thuốc. Thì trong khi đó tôi có nếm cái sữa đó, và tới hồi tôi làm xong cái sữa này, tôi nếm tôi nó nhớ có cái gì quen lắm mà mình nhớ không ra. Cuối cùng tôi nhớ ra là cái vị sữa mẹ. Vì cái sai này đó là không có qua cái sai nghiền và không có đưa lên nhiệt độ cao, tức là trong cái lúc sai mấy loại hạt này mà khi sữa nó ra là nó nóng nhiều nhất là 37 độ. Tôi khống chế cái nhiệt độ của các loại hạt á, cho nên những cái vitamin nó còn. Chứ còn nếu như mà hồi trước cái sữa trước là mình phải qua cái máy xay đùng xay nghiền á, mấy cái vitamin này tôi phân tích nó đâu có ra đâu, nó không có. Công thức thì gần giống nhau, nhưng mà vitamin B1, B6 là hoàn toàn bị biến mất. Trong khi này là mình xay nó tươi, những cái loại hạt như là hạt gạo lứt của mình, hạt yến mạch thì cái mầm nó còn á, cho nên nó mới ra nguyên, nó giữ nguyên cái vitamin, cái khoáng chất này. Thành ra là
có sữa này thì chúng tôi cũng yên tâm. Mà thực sự khi mà mình nói tới cái chuyện là uống sữa bò không có tốt, nhưng mà cái thói quen của con người ta rồi là người ta thích uống sữa. Cái gì bỏ được nhưng mà sữa không bỏ được. Nhưng mà bà con mình cũng hay lắm đó nha. Ngày hôm qua tôi coi tin tức thời sự á, của quốc tế thì họ nói là cái nguồn nước uống ấy giảm trầm trọng. Tôi lắng nghe cái nước uống gì thì gần như toàn cầu chứ không phải riêng đất nước Việt Nam của mình, cái nguồn nước uống thứ nhất là bia nó giảm cho tới 40-50% rồi, mấy cái chỗ bán bia như đóng cửa. Cái nguồn nước uống thứ hai là Coca và Pepsi. Lúc này người ta cũng biết cái nguy hiểm đó, người ta cũng ngưng, đã ít uống rồi. Chỉ trừ trường hợp những người nhà quê không biết thông tin thì thôi, chứ những người thành thị là gần như là họ sẽ bắt đầu bỏ Coca và Pepsi. Thì cái gọi là cái mức tiêu thụ của các cái loại nước uống nước ngọt là gần như giảm hơn 40-50%. Nhưng mà ngược lại họ nói là cái lượng sữa vẫn tiêu thụ cao. Tức là sữa nước, sữa bột đó nè. Thì lúc mà người ta ở không, người ta làm biếng nấu cơm luôn, người ta uống sữa. Cho nên là nó được tiêu thụ rất là nhiều. Mà tôi nói là tôi tranh thủ đưa cái sữa này để cho mọi người mà trong cái giai đoạn chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ, ít có vận động, thì chúng ta sử dụng cái sữa này là gần như không có cái gì có thể nói hơn được. Nó có hai loại. Thì sữa trước là xem như chúng ta đã dừng cái công thức sữa đó rồi. Quý vị đang uống cái sữa thứ hai công thức mới này, nhưng mà do còn tồn động cái bao bì cũ, quý vị cũng thông cảm là nhìn thấy cái bao bì đó nhưng mà công thức đã mới. Cho nên khi mà quý vị bắt đầu uống sữa mà thấy cái bao bì sữa bột mới thì nó vẫn là công thức bây giờ mình đang có. Thì mọi người nếu mà có nhu cầu thì cứ liên hệ tới công ty Quy Nguyên để đặt hàng. Thì trong cái trang web Chùa Long Hương sẽ đưa cái hết tất cả những địa chỉ liên hệ đặt hàng trong những số điện thoại hoặc là email, Zalo, Facebook, hoặc là trang email của quynguyen.com, quynguyen.org cũng rất là nhiều. Thì sau khi cái phát sóng này thì sẽ đưa các ban biên tập, họ sẽ đưa cái địa chỉ lên quý vị muốn đặt mua. Và cái công thức sữa này do cái chuyện cách đây cũng mấy năm rồi là Hùng Phát đã lấy cái công thức của mình và sẽ xảy ra cái chuyện kiện tụng với nhau. Thì ổng lấy đúng cái tên dưỡng sinh ông thầy Tuệ Hải. Thì như vậy là sau khi kiện tụng là ổng không được đụng tới cái này nữa. Thì tôi mới đăng ký với Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam và thậm chí là đã thưa qua lên tới Mỹ. Qua Mỹ mà nếu mà tôi chậm chút là đã cấp cho bên kia rồi. Nhưng cũng may là hồ sơ mình liên hệ được tới Mỹ á, thì ở bển cũng chuẩn bị cấp tại vì họ đã nộp trước mình. Nhưng mà từ cái vụ kiện Việt Nam là mình đã thắng, cho nên là qua bên Mỹ họ cũng cắt, không có cấp bên kia. Và do vậy là họ cho mình đã đăng ký cái logo đây ở bên Mỹ xong rồi. Đồng thời là cái tên ông thầy Tệ Hải cũng đã đăng ký bên Mỹ rồi. Cho nên nếu mà có đem qua Mỹ thì rất là ok. Tức là cái này đã đăng ký thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu từ bên Mỹ cách đây đã 3 năm rồi. Cái thứ hai nữa là cái công ty của mình đã được chứng nhận HACCP và QMS của Úc. Quý vị nhìn ở dưới này đã thấy là họ đã chứng nhận cái quản lý, cái điều hành cũng như là cái chất lượng của mình nó đạt cái chuẩn HACCP. Thì cái chuẩn HACCP thì ai cũng biết rồi, thực phẩm mà nếu mà đạt được chuẩn HACCP thì xem như là được cái sự tin cậy của cái người mà có kinh nghiệm, của người quản lý chất lượng của thực phẩm họ công nhận. Thì như vậy là về thương hiệu, về chất lượng này nọ kia là chúng ta cũng đủ để có thể đi được các nước. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị hết tất cả những cái đó. Thì quý vị muốn mang về nước ngoài và đi tới Mỹ mang vô thì họ thấy cái logo này hoặc là thấy cái tên này thì họ cho vào một cách rất là dễ dàng, không có bị khó khăn nữa. Vì đã đăng ký ở Mỹ rồi, đăng ký ở châu Âu luôn rồi. Cho nên ai mà muốn mua sữa này về châu Âu uống thì cũng đều có thâm nhập dễ dàng ở các cái nước đó. Nhưng mà bây giờ thì đang cái mùa dịch, chắc có lẽ là phải qua 30 tháng 4 trở lên thì mới có thể gửi đi nước ngoài được. Hôm rồi cũng có một số những cái đơn hàng gửi đi Mỹ bị trả về là ở rất là khó có thể đi một cách thuận lợi như trước kia. Thì chúng ta phải đợi cho nó thông thương hết thì mấy cái này mới gửi nước ngoài dễ. Còn bây giờ thì ở trong nước thôi, quý vị có thể mua được trong cái thời điểm này.
Và khởi đầu của cái nhãn mới thì chúng tôi vẫn tiếp tục có cái khuyến mãi khoảng một tháng đầu tiên á, giống như nãy tôi nói là mua 5 thùng sẽ được tặng thùng, mua 10 thùng tặng 2 thùng là gần như là hơn 20% khuyến mãi rồi. Rồi ha, vậy bỏ qua cái vụ sữa. Còn quý vị chắc lâu nay cũng đã uống cái bột dinh dưỡng rồi. Nay nó có hai loại hộp bột dinh dưỡng, tôi phân chất cái lượng calorie chưa nói tới vitamin thì nó sẽ cao hơn cái sữa này nữa. Tại tôi sử dụng cái cám, lượng cám hơi nhiều. Calorie nó tới 390 cho 100 gram thì một ký nó là 3910 calorie, là một lượng calorie rất là cao trong cái bột sữa của mình. Sữa bột dinh dưỡng này là bột dinh dưỡng chứ không phải là sữa. Thì cái này nó không có béo thôi, nhưng mà công thức nó gần như giống nhau, gần giống, chứ là như cái bột thì cám nhiều hơn. Thì trong này, trong tờ giấy này nãy tôi quên nói là có cái lượng vitamin E nữa mới vô vậy chứ. Thật ra uống sữa đẹp da. Cái này là ai uống sữa là cái thời gian nó cũng được đẹp. Bột dinh dưỡng nó cũng giống như vậy, hai công thức nó gần như giống nhau, nhưng mà calorie ở trong cái bột nó sẽ cao hơn sữa. Thì dành cho những người mà không thích béo, nếu mà chúng ta không thích béo thì uống bột. Thưa Thầy, con gầy quá mà làm sao để tăng cân dễ dàng? Gầy cơ địa thì khó, cơ địa mình á. Nhưng mà chúng ta thay đổi chế độ ăn uống thời gian thì cơ thể chúng ta nó sẽ tăng cân lên. Đừng có gọi là tăng cân dễ dàng hoặc là tăng cân gấp thì không có nên đâu. Nghĩa lắm là nếu mà chúng ta, tôi nói từ trước giờ là chúng ta cái đường ruột mình nó sạch á, thì chuyện tăng cân dễ lắm. Trong giai đoạn mà chúng ta ăn đúng, uống đúng hết mà mình không tăng cân, có biết là cái đường ruột chúng ta chưa ổn. Thì như vậy là chúng ta cần phải lọc cơ thể lại một tận nữa. Lọc mà rõ ràng trong giai đoạn lọc là mình thấy thấy giống như cơ thể của mình nó bị ốm xuống đoạn. Lọc thì chúng ta có nói rồi ha, uống bột sắn dây. Cứ đói là uống chén bột sắn dây đúng cái bài số 5 trang 43 như vậy. Một ngày được uống 3 lần, 3 lần được rồi, không cần uống thêm đâu. Ngày 3 lần bột sắn dây, sáng, trưa và tối. Rồi vậy thôi. Uống sắn dây thì nhớ là đừng có mở máy lạnh, đừng có mở máy quạt, đừng có nhúng tay vô nước trong khoảng 1 tiếng đồng hồ nhá. Và hạn chế ra gió luôn trong tiếng đồng hồ sau hả ra. Thì quý vị uống chừng khoảng hồi xưa tôi nhớ là ngày thứ 6, từ ngày thứ 6 tới ngày thứ 10, trời ơi cái đường ruột của mình nó ra kinh khủng lắm, nó đi cà phê đen không à. Mặc dù tôi ăn kỹ á nha, nhưng mà lâu lâu tôi vẫn đi ngoài đường ăn thức ăn bên ngoài. Không có thức ăn của mình thì chắc chắn là phải ăn bên ngoài. Ăn bên ngoài mà lâu lâu tôi thấy là trong người mình nó có cái gì nặng nặng, cái bắt đầu tôi ăn sắn dây. Thì như vậy là hay cái bột sắn dây này theo tôi á, thì quý vị nên lọc cơ thể 1 năm 2 lần đi, là quý vị sẽ không bao giờ còn tồn trữ những cái độc tố trong cơ thể và chúng ta sẽ rất là khỏe. Đường ruột khỏe thì mọi chuyện nó sẽ khỏe. Cái sổ của bột sắn dây hay cái là nó sẽ tống những cái bí kết trong bám trong thành đường ruột, và nó chỉ thảy những cái loại khuẩn có hại với khuẩn có lợi không bao giờ bị đi ra, trong khi thuốc sổ khác có khi khuẩn có lợi sẽ bị đẩy ra khỏi đường ruột. Nhưng riêng uống bột sắn dây thì tăng cái lợi khuẩn mà tẩy trừ cái khuẩn có hại mới là chuyện vui. Cái này tôi nghĩ là sau này các nhà khoa học cũng sẽ có một cái bài công bố này cho tôi. Mình nói trước ra nhưng mà chưa có chứng minh khoa học, nhưng mà tôi biết chắc là sau này các nhà khoa học sẽ nghiên cứu tới cái việc bột sắn dây mà uống cho tới khi cơ thể nó tự đào thải nha. Tại vì từ ngày thứ nhất tới ngày thứ 7 là cơ thể nó bình thường lắm. Quý vị nhịn đói thì nó sẽ mệt, nhưng mà uống sắn dây thì không có chuyện này. Cho nên mà thanh lọc cơ thể bằng sắn dây là tôi thấy rất là tuyệt vời. Và cơ thể nó tự đào thải mới là cái chuyện hay. Nhưng mà bột sắn dây nếu như quý vị không mua được ở công ty Nguyên Nguyên mà quý vị phải uống bột sắn dây khác thì quý vị phải chịu khó lọc ít lắm là phải 20 nước trở lên. Nhớ nha, phải lọc cho nó hết mũ của sắn dây thì mới có hiệu quả của cái chuyện thanh lọc này. Nếu mà chúng ta còn mũ, tức là khi một khuấy sắn dây như hôm rồi, có rất là nhiều cái công ty sắn dây gửi tới tôi khuấy một ly của mình và khuấy một ly của họ, thì mình nhìn là một ly chín nó sẽ trong và một ly chín nó sẽ đục đục,
và đục này chính là mũ của sắn dây nó còn, thì không tốt. Hoặc là sắn dây quý vị cứ lấy một cục bỏ nhai cho bể, đẩy lên nút giọng nghe nó nóng thì mình uống nó mới có hiệu quả, còn lạnh là có chừng có pha phụ. Thì theo tôi nên lọc rửa đường ruột đi. Người nào đường ruột sạch là tự động nó sẽ tốt, đường ruột và bao tử sạch nó sẽ tốt. Thì nhịn mà để uống sắn dây thì 3 tuần. Thực sự thì sau khi mà đã đi hết cà phê đen thì đi phân vàng trở lại. Không phải cà phê đen là uống cà phê đen đâu, nhưng mà phân đen trong ruột mà nó ra hết rồi á, mà phân đi vàng trở lại là xem như đường ruột chúng ta đã sạch. Chúng ta nên yên tâm là đường ruột mình đã được rửa sạch. Thì dữ lắm là 2 tuần, 2 tuần là đường ruột đã sạch rồi. Nếu mà muốn mà để cho phải nói là đẹp, đẹp da á, quý vị sẽ không đi cái thẩm mỹ viện nào có thể đẹp da hơn là ăn bột sắn dây liên tục 3 tuần cho tới 4 tuần. Da dẻ quý vị đẹp sáng lạ lắm. Trước đây có một lần quý vị thấy cái da tôi nó có một cái đoạn mà nó rất là sáng, là cái đoạn đó tôi kéo dài cho tới 4 tuần bột sắn dây. Và nhớ là trong lúc chúng ta còn đi làm việc, thậm chí là chúng ta làm việc văn phòng hoặc là chúng ta tiếp xúc, tiếp khách gì đó, mà chúng ta không thể ăn để trùm mền cho ra mồ hôi được. Vì bột sắn dây rất là dương, cho nên nếu ăn nóng nó sẽ hấp thu âm. Vì vậy nếu như bây giờ mà mình ra ngoài đường thì tôi khi đi Hà Nội tôi phải mang một cái bình bột sắn dây theo. Thì khi tiếp khách, những vị khách mà tới giờ ăn cơm thì mình không thể từ chối được, ngồi ăn bàn họ ăn mặn mình ăn sắn dây. Nhưng mà tôi giả bộ tôi nói dốc một hồi cho tới gì? Sắn dây nguội. Nhớ nha, tức là khi chúng ta mà không có điều kiện để mặc đồ dày, không có đắp mền được, không có ở chỗ kín gió thì phải ăn bột sắn dây nguội. Để nó bớt cái dương nên nó sẽ không hút âm mãnh liệt thì mình sẽ không bị lạnh, nên nhớ điều này. Cho nên trong giai đoạn mà chúng ta nhịn thì chúng ta vẫn làm việc bình thường. Tôi nhớ là khi tôi ra Hà Nội trong cái giai đoạn đó là tới ngày thứ 25 là phải, mà tôi vẫn leo đền Hùng, leo núi thoải mái, đi bộ mấy người ăn mặn chưa chắc đi hơn mình. Tại ra là nhịn mà thanh lọc cơ thể bằng bột sắn dây là một trong những cách mà theo tôi thấy là tuyệt vời. Nó nhẹ nhàng, im ả và làm sạch cơ thể hay lắm. Và khi cơ thể sạch được rồi thì mới nói chuyện tăng cân. Tăng cân thì không cần phải ăn cái gì ồ ạt ghê gớm lắm đâu. Chúng ta vẫn ăn cơm lứt thay cơm trắng. Tại vì cơm lứt á, nếu mà nó bổ dưỡng rồi đó, đó này, cái lượng cơm lứt nhiều là vitamin từ B1, B2, B3, B6 là luôn nó có trong này. Và bây giờ đã có kết quả khoa học, mà hôm trước chúng tôi đã in tờ giấy để cho bà con coi rồi đó. Thì các nhà khoa học sau nhiều chục năm nghiên cứu một cách rất là tỉ mỉ, tinh tường, thì các vị cũng sẽ đưa ra một cái kết quả là gạo lứt là đầy đủ dinh dưỡng và khoáng chất hơn gạo trắng gấp nhiều lần. Và hỗ trợ, các nhà khoa học nói là nó cũng hỗ trợ trị bệnh tim mạch, rồi tiểu đường vân vân, thậm chí là ngừa ung thư, thì các nhà khoa học cũng đã lên tiếng điều này rồi. Cho nên là muốn cho chúng ta đầy đủ dinh dưỡng để cho cái nội lực chúng ta nó được khôi phục lại thì nên ăn gạo lứt thay gạo trắng. Cũng như nãy mà nói là những đứa trẻ mà sinh ra mà nãy mà chưa nói hết á, nếu mà những đứa trẻ mà lỡ ai có sanh đứa trẻ trước đây là ăn gạo trắng đi, thì bây giờ trong cái kỳ mang thai này chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta ăn gạo lứt thôi, thì chúng ta sẽ thấy đứa nhỏ mà ăn gạo lứt cái nội lực lạ lắm và rất có thể gây bệnh cho nó nếu mà bà mẹ được ăn gạo lứt. Còn bây giờ nếu mà muốn khôi phục lại cái nội lực của cơ thể của mình á, thì quý vị nên bắt đầu ăn gạo lứt thay gạo trắng trong cái chế độ ăn của mình đi, thì lần lần cái nội lực chúng ta sẽ được khôi phục. Và chúng ta chỉ cần cái tinh bột ở trong gạo lứt là đủ, đừng có nghĩ là những cái món khác. Mặc dù ở ngoài được nói thế này thế kia thế nọ, nhưng mà theo cái kinh nghiệm mà nhiều năm của chúng tôi thì cho tới giờ phút này có những người đã ăn gạo lứt với mấy cái loại hạt nãy giờ mình nói đó, là đã 6-7 năm chưa đụng tới miếng rau củ, chưa đụng tới miếng thịt cá, nhưng mà sức khỏe họ rất là tuyệt vời. Những người trẻ cũng như những người già, chúng tôi sau này sẽ có những cái người này đứng ra nói chuyện quý vị là đã nhiều năm không đụng tới một cọng rau, nay là 7 năm, 8 năm rồi, không có miếng rau, không có trái cây, không có thịt cá, không có gì hết. Chỉ ăn lòng vòng mấy loại hạt thôi mà sức khỏe và gia đình của họ rất là tốt. Từ vợ chồng cho tới con cái đều rất là tuyệt vời.
Cho nên là cái sau khi chúng ta thanh lọc cơ thể thì nên ăn thêm một đoạn không cơm lứt với muối mè nữa. Thì rõ ràng là trong giai đoạn cân chúng ta sẽ giảm. Nhưng sau đó chúng ta bắt đầu ăn cơm lứt với một món đồ ăn rau luộc thôi, quý vị cũng sẽ thấy tăng cân lên vèo vèo. À, và cái điều này chúng tôi đã có thử rồi. Mà cũng đừng nên ăn nhiều rau. Vì rau không phải là thực phẩm của loài người, mà thực phẩm của cái loài nằm ngang. Cho nên ăn nhiều nó cũng ngu chứ không có khôn. À, rồi ăn thực phẩm phụ là giống như mồi thôi, mồi đi. Giống như mình nấu cái nồi mà bây giờ đưa củi lớn vô, tự nhiên mình chụm nó khó cháy thì mồi miếng lá, rồi mồi miếng giấy gì đó để cho nó cháy lửa xong rồi thôi vậy. Thật ra nếu như chúng ta mà nhai được cơm lứt muối mè mà ngon miệng rồi thì không cần thức ăn nữa. Quý vị sẽ sống rất là khỏe và tăng cân trở lại bình thường. Câu hỏi kế tiếp là: thưa Thầy, bài trà bình minh gồm có những món gì ăn suốt đời, ngày nào cũng ăn có được hay không? À, trong cái quyển sổ tay dưỡng sinh tôi nói bài trà bình minh này cũng nhiều. Bây giờ nói lại những người mà chưa có dịp, không có cái quyển sổ tay dưỡng sinh thì nghe lại nè. Trong cái đó nguyên liệu là một muỗng canh bột sắn dây. Muỗng canh đó thì tôi nghĩ chắc cũng khoảng 30 gram á. Rồi nước tương tamari thì tùy, tức là nhỏ tuổi thì chúng ta chỉ tính giọt thôi, chính khoảng 10 giọt nước tương thôi. Lớn từ 5-7 tuổi trở lên thì có thể là 1/4 muỗng cà phê. Ở cái dạng 10 tuổi trở lên thì có khoảng nửa muỗng cà phê là nhiều. Tức là chúng ta pha làm sao mà vừa ăn vừa miệng chứ đừng có pha mặn. Rồi nước cốt gừng thì 10 giọt cho tới 20 giọt là nhiều rồi. Và trà băng cha thì hồi trước tính lá thì bây giờ chúng tôi có tài túi lọc là một túi đó là đã đủ. Lượng nước là khoảng 350ml nước chúng ta nấu cái trà này. Và đồng thời chanh muối thì một cục chúng tôi nghĩ là khoảng một đầu lóng tay đủ rồi, khoảng 1/10 trái chanh muối lâu năm. Đó thì như vậy đầu tiên chúng ta sẽ nấu trà, rồi chúng ta dầm chanh muối vào trong đó. Xong xuôi rồi á, cho cái lúc đang sôi thì bột sắn dây mình tán với nước lạnh cho nó vừa tan ra, để mình đổ cái nước trà mà đang nấu sôi đó mình khuấy. Thấy xong xuôi rồi á thì mới bỏ nước tương và bỏ cái nước cốt gừng vào để chúng ta uống. Bình minh có nghĩa là sáng sớm. Nhiều người hỏi tôi mắc cười, trà bình minh con uống buổi tối được không thầy? Tôi nói buổi tối đâu phải bình minh. Buổi sáng mới gọi là trà bình minh, là trà uống buổi sáng. Cho nên uống sáng cực kỳ tốt. Và kết quả cho thấy một cái người bị suyễn kinh niên nhiều chục năm mà uống đúng 120 ngày quay lại đây nói: thầy ơi, tôi hết xỉn rồi, nào tôi cũng hay. Còn cái người mà thường xuyên bị cảm, uống mỗi sáng bài này cho tới 120 ngày sau là từ đó thì sao muốn đi đâu đi, mưa nắng cũng không có sợ. Trước kia nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi sương. hở bị cảm. Thì đây là một cái bài mà gọi là trị tận gốc bệnh cảm. Nếu quý vị uống từ 120 ngày trở lên là bệnh cảm không bao giờ có. Thật ra trong cái mùa dịch này tôi nói là tôi đưa cái bài trà bình minh ra để bà con uống để ngừa cảm cúm cái đã. Vì cảm cúm nó sẽ dễ dẫn tới bị nhiễm dịch cúm. Và lỡ có nhiễm dịch cúm thì chúng ta sẽ uống tới cái bài số 7, bài thuốc cảm của mình chứ không phải là bài trà bình minh. Thì cũng là nguyên liệu đó nhưng mà gừng nó được tăng lên và đậm hơn chút thôi, cũng là nguyên liệu đó. Và bị cảm thì trong bài thuốc cảm tôi nói là phải uống thật nóng rồi trùm mền, hít. Quý vị tưởng tượng là chúng ta hít thật sâu để cho căng cái bụng dưới ha. Chúng ta thở ra thoát bụng dưới lên mà nó ho, nó sặc ra là an toàn. Tại thường bị cảm lạnh, bị nhiễm lạnh đó là nó sẽ nhiễm vào cơ thể chúng ta, rất là khó có cái loại gì để làm cho cái hàn khí được đi ra ngoài. Bây giờ uống cái bài này nóng, một là nó đổ mồ hôi rồi nhưng mà nó cũng chưa đủ giải quyết hết cái hàn khí đâu. Nếu mà cảm dẫn tới ho thì chúng ta sẽ uống bài thuốc này mà chúng ta thở làm sao mà ho tới gục đầu mình ra, ho kinh khủng lắm thì biết vậy, thấy rằng hàn khí nó được thải ra. Và như vậy là sau đó chúng ta cảm không còn bị ho nữa. Tuyệt vời. Và làm sao phải giải quyết được bệnh cảm trong 2 ngày. Cho nên nếu như lỡ chúng ta bị cảm là tuyệt đối không được ăn, không được uống bất kỳ cái gì. Chỉ uống bài thuốc cảm này sáng lần, rồi nửa buổi một lần, trưa một lần, nửa buổi chiều, tối một lần. Ví dụ vậy chúng ta uống một ngày 5 lần, 6 lần. Và lần nào cũng đổ mồ hôi đầm đìa bằng mọi giá.
Quý vị ngồi không mà không đổ mồ hôi, mua mấy cục đá muối lót làm cái bàn ngồi. Ở đây có đá muối lót và ngồi, quý vị mà ngồi trên đá muối đó còn mua thêm cái gì đó, cái mũ trùm, cái mùn trùm đó mà ngồi trong đó nữa là thôi á. Chén để ngừa cảm cúm, và nếu ai có xuyển thì nên uống thường xuyên. Những người lớn tuổi mà khó ăn, khó uống, ví dụ như tôi ăn không ngon miệng, và chúng ta thỉnh thỉnh bị ở chua gì đó, bao tử, đường ruột chúng ta có vấn đề, thì cái bài trà bình minh này cũng rất là tốt. Cho nên mỗi sáng cứ làm ly uống, mỗi sáng làm ly uống, đừng có uống cái gì khác. Lúc bụng đói thì gần như không có cái loại thức uống nào, theo kinh nghiệm của chúng tôi là ít có gặp cái loại thức uống nào nó vừa làm sạch, nó vừa thanh lọc, nó vừa tốt cho cơ thể của mình là cái món trà bình minh này. Cho nên sáng uống cái này đi rồi muốn làm đó làm. Ngủ thức dậy thì nếu như chúng ta không có thời gian, tối mình khuấy đại mình bỏ bình thủy, sáng ngủ thức dậy rót là uống liền. Nó vừa đủ cái độ uống nữa, bình thủy mà giữ nhiệt tốt thì sáng ngày sẽ có một ly trà bình minh nóng uống. Đừng đổi thừa là sáng tôi làm không kịp, sáng làm không kịp tối làm. Nếu mình quyết tâm mình làm là tối làm ly đi, để bình thủy sáng bữa sau chúng ta uống. Có một ý câu hỏi, hết giờ rồi, 10 giờ rồi. Người này hỏi một câu là tu tâm mà không ngồi thiền tụng kinh có được không? Thôi để buổi chiều trả lời đi nha. Hỏi một câu nghe hơi bị sốc, trả lời nó hết giờ, đủ thời gian. À, vậy là chiều chúng ta trả lời tiếp, còn nhiều câu hỏi lắm, còn tới 30 mấy câu hỏi lận. Bởi vì buổi sáng tôi không giảng là đúng á, quá trời luôn, còn một sốc. À, những câu hỏi này nếu mà chúng tôi không có trả lời được trong hết ngày hôm nay thì tôi sẽ trả lời bằng cái gì? Tôi sẽ tiếp tục, một là tiếp tục ở tuần sau hay gì đó, hoặc là chúng tôi sẽ trả lời bằng cái tin nhắn qua email ở trong cái trang Chùa Long Hương, hoặc là cái email mà tỳ kheo thích tuệ hải a@yahoo.com, quý vị có thể nhắn trong đó, hoặc là nhắn trong cái Zalo 0911258258 của chúng tôi. Nếu mà có cần thắc mắc gì thêm thì quý vị sẽ nhắn trong đó, hoặc là cái Zalo, email và tất cả các địa chỉ liên quan tới công ty Quy Nguyên á mà quý vị gửi trong đó thì chúng tôi cũng sẽ trả lời. Và để kết thúc của bữa nay, có một cái chuyện là liên quan tới cái trang web Chùa Long Hương. Chắc mời chú Thái Bảo vô hướng dẫn bà con về cái sử dụng cái trang web Chùa Long Hương. Lâu nay thì trang web không có người quản lý chặt chẽ, và những cái cách vào trong trang web thì cũng có những người rất là ngỡ ngàng. Và trong này thì có nhiều cái chương trình rất là phong phú. Thì mời chú Thái Bảo sẽ chia sẻ bà con cái cách sử dụng trang web để có thể nghe được tất cả các bài giảng của tôi trong trang web này, từ cái pháp âm cho tới trên YouTube. Mời bà chú hướng dẫn bà con giùm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tăng Ni, kính bạch kính thưa quý Phật tử, thì theo lời chỉ dạy của sư phụ thì trang web chùa Long Hương hiện nay đã hoàn thiện, có rất là nhiều cái chuyên mục rất là được sắp xếp rất là khoa học và rất chặt chẽ. Cụ thể là cái trên cái trang web chùa Long Hương .org á, thì nó có 4 chuyên mục chính. Chuyên mục thứ nhất á, là video nó liên kết với lại YouTube của chùa Long Hương. Thì trên cái trang YouTube thì đa số được sắp xếp những cái bài giảng theo từng chuyên mục. Thí dụ như là những cái tin nổi bật thì thường những cái phần mà về những cái bài giảng lẻ, những bài giảng ngắn á, thì sẽ được xếp ưu tiên. Cái thứ hai là về một sức khỏe và hạnh phúc thì được trình tự từ năm 2019 cho đến năm 2020 được cập nhật liên tục. Và những bài giảng về Kinh Hoa Nghiêm cũng hầu như khá là đầy đủ ở trong đó. Tất cả những bài giảng mà sư phụ đã giảng từ trước đến giờ là trên trang YouTube là hình ảnh MP4 rồi, tất cả đã khá là hoàn thiện. Và có một cái chuyên mục thứ hai là cái chuyên mục về pháp âm podcast, còn tạm đặt có chữ là podcast ở trong có vẻ hơi lạ lạ. Thì đây là một trong những cái chuyên mục rất là đặc biệt. Thường thì ở bên nước ngoài, những cái như Mỹ, người ta rất là hay sử dụng cái kênh gọi là Internet Radio. Đây là một
trong những cái rất là khá là phổ biến ở Mỹ, nhưng mà ở Việt Nam thì chắc có lẽ là rất là ít người biết. Thì con có trang bị thêm cái podcast này thêm, thì ở trong đó quý vị có thể lên cái trang trang web, thì mình lít vô, mình chạm vô cái phần boss pháp âm podcast á, thì nó sẽ link với cái trang là pháp âm chùalonghuong.org. Thì ở đây tất cả những cái bài giảng về MP3, nó là MP3, nó khác với lại cái MP4 hồi nãy là có hình, là nó tất cả là hầu như là bài giảng của thầy cũng đều đó ở trong đó. Và có một cái điều đặc biệt là nếu mà quý vị sử dụng cái điện thoại iPhone thì cái podcast nó có sẵn ở trong cái điện thoại iPhone luôn, thì chỉ cần bật cái ứng dụng podcast lên thì mình sẽ vô cái mục search tìm á, thì ở đó mình đánh là chùa Lộng Hương Pagoda hoặc là Thích Tuệ Hải, thì lập tức sẽ có cái hình biểu tượng của sư phụ ở trên đó. Và quý vị có thể nghe bất kỳ cái bài nào bằng cách là mình chạm vô mình nghe. Và một cái nữa là có một cái rất là hay nữa là khi mà mình có mạng á, thì mình sẽ download cái download cái file đó về. Thì khi mà tất cả những cái file mà khi đã download về, mình có thể nghe offline ở đâu, mình đi tàu điện hoặc làm việc hoặc là đi ngủ, mình tắt cái điện thoại, mình tắt ở chế độ screen luôn, lock screen luôn, thì lập tức nó cũng nghe được. Thì đó là một trong những cái lợi ích của cái việc mà quý vị sử dụng cái podcast đó. Không những điện thoại iPhone sử dụng được, mà có thể mình sử dụng điện thoại những hệ điều hành như ví dụ như là Samsung mà sử dụng hệ điều hành Android, thì quý vị chịu khó lên trên cái ứng dụng CH Play á, thì mình tải cái mình đánh cái chữ là Google Podcast, thì con sẽ sau cái buổi giảng buổi chiều con sẽ có một cái đường link hướng dẫn cái đó cho quý vị xem, để quý vị được hiểu rõ hơn cái đó, có đoạn video hướng dẫn chi tiết về cái đó luôn. Thì quý vị chỉ cần đánh vô Google Podcast thì lập tức nó có một cái ứng dụng rồi mình tải về, và mình cũng làm tương tự là mình vô mình đánh chữ Long Hương Pagoda thì lập tức nó sẽ hiện lên cái biểu tượng của sư phụ. Thì ở đó thì cập nhật những cái bài giảng mới nhất và những cái bài giảng mà sư phụ sẽ ưu tiên, thí dụ như giảng về sức khỏe, về hạnh phúc, thì chúng con sẽ ban biên tập sẽ ưu tiên đẩy cái đó lên. Còn nếu mà những cái bài giảng về chuyên sâu trước đó thì có lẽ quý vị lên cái trang pháp âm chùalonghuong.org, nó sẽ rất là hệ thống ở trên đó. Tất cả, con nói là hầu như là tất cả là đều ở trên cái trang đó, quản lý rất là, giao diện nó rất là trực quan và sắp xếp rất là khoa học. Tuy nhiên cũng cần quý vị đóng góp thêm, nếu có cái gì đó nó chưa có vừa ý thì có thể quý vị đóng góp thêm phần đó. Và cái phần kế tiếp nữa là trang thư viện chùalonghuong.org, thì trên cái trang thư viện này thì tất cả những kinh sách của sư phụ cũng đều cập nhật ở đó. Và cái cuối cùng là có một cái chuyên mục lớn nữa của trang web nữa, nó là một cái phần con nữa, cũng giống như thư viện với lại pháp âm với lại video, đó là cái phần dưỡng sinh.chùalonghuong.org. Thì ở trên cái trang dưỡng sinh đó thì thứ nhất là có cái sổ tay về sổ tay dưỡng sinh, cái thứ hai là phương pháp dưỡng sinh đặc biệt, thì tất cả ở đó đều có video, hình ảnh, âm thanh, có file tài liệu đồ, hầu như là tất cả những gì là ở trong đó rất là nhiều. Những cái bài về ngắn về cách những cái bài giảng về phương pháp dưỡng sinh hay là gì, hay là về pháp âm hay là có liên quan, thì cũng ở trong cái phần về dưỡng sinh, thì nó rất là chi tiết ở trong đó, nguyên cái hệ thống trang web rất là lớn. Thật ra là quý vị cố gắng thì vô bạn quý vị xem và đóng góp cho ban biên tập chùa Long Hương để cho cái trang web ngày càng nó hoàn thiện hơn, những cái dòng pháp của sư phụ được lan rộng đến tất cả mọi người trên thế giới này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sanh ngộ Phiền na
Phật.